45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhơ tớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay học đến bài Thiền Tuệ Phân Biệt 12 Nhân Duyên. Hôm trước thì học cái bài cũng là học về cái pháp nhân duyên, và đó là cái phương pháp mà phân biệt về năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại và năm nhân hiện tại, năm quả tương lai, gọi là cái phương pháp thứ năm. Còn hôm nay là học về Thiền Tuệ Pháp Quán 12 Nhân Duyên. Trong các cái pháp thiền này thì trong các cái pháp quán về duyên khởi thì cái quán 12 nhân duyên này là cái pháp quán phổ thông nhất. Và đây là một trong những cái pháp nổi bật nhất trong những cái giáo lý của Đức Phật. Vì trong tất cả các cái giáo pháp, pháp về duyên khởi, cái giáo pháp về quán nhân duyên là cái giáo pháp nó thâm sâu nhất, nó rộng lớn nhất. Và đây cũng là cái pháp mà Đức Phật đã quán sau khi mà Ngài thành đạo. Cho nên là trong cái bài kinh buổi sáng có cái bài kệ khải hoàn này, tức là lúc mà Đức Phật bắt đầu thành đạo, Ngài quán chiếu 12 nhân duyên và Ngài cảm hứng để nói lên cái bài kệ luân hồi bao kiếp sống thì người nhà làm nhà này thì mãi mà không gặp tái sinh ngoài khổ thay. Nên thì cái pháp quán nhân duyên là vậy, là Đức Phật đã tìm ra cái nguyên nhân của cái dòng luân hồi sinh tử, tìm ra cái gốc rễ của khổ đau đó, bằng cái pháp quán 12 nhân duyên này. Và Ngài cũng tìm ra cái phương pháp giáo hóa chúng sinh. Ngài biết được cái cách phải giáo hóa chúng sinh như thế nào, tìm ra cái con đường để cho chúng sinh giác ngộ được giáo pháp bằng cái sự tu tập như thế nào. Đó là Ngài cũng quán chiếu về cái pháp 12 nhân duyên này. Thì cho nên là cái pháp 12 nhân duyên được coi là cái pháp cốt yếu nhất trong những cái giáo pháp của Đức Phật, chủ trương mục đích tất cả cái giáo pháp của Đức Phật chỉ hướng về cái sự là giải thoát cái dòng luân hồi. Mà bây giờ muốn tìm ra được cái dòng khổ đau luân hồi nó vận hành như thế nào thì đấy là cái trí tuệ giác ngộ toàn giác của Đức Phật mới tìm ra được, mới thấy được nó. Và chính vì thấy được nó cho nên là Ngài mới tìm cách cắt đứt được nó, cắt đứt được cái sợi dây sinh tử, cũng có nghĩa là cắt đứt được cái sợi dây duyên khởi này, tức là làm nhân làm duyên cho nhau. Giống như là bây giờ có những cái cây cỏ dại nó mọc, những cái cây cỏ mà nó có hại ấy, nó mọc lên, mình cứ đi làm xong ấy, mình cứ cắt đứt nó xong rồi nó lại mọc lên, cứ cắt đứt nó xong rồi nó mọc lên. Và bây giờ có một cái cách nào mà mình có thể cắt đứt được nó vĩnh viễn để cho không bao giờ nó mọc lên nữa, đó là mình phải tìm ra cái cội nguồn gốc rễ của nó nằm ở đâu. Sau đó khi mình tìm ra cái cội gốc của nó rồi thì mình cầm cái gốc ấy mình nhổ một cái là nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ nó mọc trở lại, mới có thể diệt được nó đến tận gốc. Cái nhổ cỏ nhổ tận gốc là thế. Thì bây giờ cái gốc rễ của khổ đau là nó nằm ở đâu? Thế bây giờ ở trên đời thì người ta cứ thấy là thấy khổ đau thì người ta đi tìm cách chữa trị những cái đau khổ ở hiện tại. Ví dụ như cái người nào có cái nỗi khổ về thân thì người ta đi tìm những cái thuốc, các cái dược phẩm, các cái loại thuốc đông tây đấy, để người ta chữa trị những cái bệnh khổ về thân. Nhưng mà có cái nguyên nhân nguồn gốc tại sao nó sinh ra cái khổ này thì người ta không biết là cái gốc tích của nó nằm ở đâu, nên người ta chỉ biết là
chữa trên cái bề cái ấy thôi, tức là cái chỉ trị được cái quả của nó thôi, người ta chữa được cái quả mà người ta không chữa được cái nhân, cái gốc rễ của nó. Hay là những cái người người ta khổ đau về tinh thần ấy, những cái người nào mà trong tâm trạng người ta có nhiều cái nỗi u buồn phiền não thì người ta sẽ đi tìm cái niềm vui ở hiện tại này, đó là người ta đi tìm những cái nơi vui chơi giải trí, và người ta nghĩ rằng là vui chơi giải trí thì nó sẽ hết cái khổ đau, và là người ta tìm cái cách là hưởng thụ các cái dục lạc ở trên thế gian này, và người ta nghĩ rằng như thế là giải thoát khổ đau. Thì những cái đấy nó chỉ gọi là điều trị tạm thời thôi, nó không có chấm dứt được cái khổ đau, mà cái khổ đau ở đây là cái dòng sinh tử, tức là cứ sinh ra rồi lại già bệnh chết, rồi lại sinh già bệnh chết. Mà thực ra thì chưa có ai tìm được cái thuốc chữa già, chữa bệnh và chưa chết. Người ta có thể nhờ ấy được kéo dài cái tuổi trẻ một chút xíu bằng cái cách là trang điểm này, để mà giấu giếm cái già đi. Chứ thật ra cái già nó vẫn cứ theo cái quy luật của nó. Cái bệnh cũng vậy, người ta có thể là dùng những cái thuốc để tạm thời chữa cái bệnh được, ngày hôm nay ngày mai nó sinh ra bệnh khác. Còn cái chết thì người ta có thể là ăn uống bồi bổ vào để cho nó sống lâu được một chút xíu, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chết. Sau đó thì khi chết rồi lại đi tái sinh, xong rồi lại sinh già bệnh chết, lại sinh già bệnh chết. Thì bây giờ muốn chữa tận gốc cái bệnh sinh già bệnh chết này thì phải người đó phải tuệ chi được cái pháp duyên khởi này. Cái pháp duyên khởi là cái pháp tìm ra cái cội nguồn của cái dòng sinh tử, tìm ra cái gốc rễ của khổ đau. Và cái người nào mà tuệ chi được nó rồi, mà diệt trừ được nó thì người đó sẽ chấm dứt được cái dòng khổ đau. Thì đó là một cái pháp thiền được gọi là quán chiếu 12 nhân duyên. Thì cái chi phần của 12 nhân duyên này nó sẽ thực sự rõ ràng đối với một cái thiền sinh nào mà đã phân tích danh sắc. Cái thiền định nào mà đã đắc được thiền định rồi, sau đó chuyển sang phân biệt tứ đại, thì cái vị đó sẽ hiểu ra được các cái sắc pháp, và sau đó phân biệt về danh pháp 121 tâm vương và 52 tâm sở, thì vị đó sẽ hiểu ra được hết các cái chi phần của pháp quán của cái nhân duyên này. Ví dụ vô minh, quy chân vô minh, hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ hay thuộc hữu sinh lão tử sầu bi khổ ưu đãi, đó là cái pháp quán thuận về cái pháp quán nhân duyên. Gốc rễ của cái dòng sinh tử bắt đầu từ vô minh, cho nên là có cái có hành vô minh, tức là một cái sự ngu si tâm tối, không hiểu được sự thật. Còn hành ở đây là những cái hành động tạo tác, tức là mình tạo thiện hay là tạo cái việc lành việc dữ, hay là việc tốt việc xấu, việc thiện việc ác, đó là hành. Thức là cái sự nhận thức, cái sự hiểu biết đúng sai của mình là thức. Thức là nhận biết các cái cảnh này, rồi mình ưa thích hay là chán ghét cái cảnh này. Còn danh sắc ở đây có nghĩa là tâm, cái thân và cái tâm của con người. Lục nhập ở đây là sáu căn với sáu trần. Xúc ở đây là cái sự tiếp xúc giữa các căn với trần. Thọ ở đây là cái sự vui buồn hay là khổ nạn. Ái là cái sự ưa thích, thủ là cái sự nắm giữ, hữu là cái sự nghiệp, cái nghiệp lực nó sẽ đưa đi tái sinh. Còn sinh là cái quả của cái nghiệp lực đấy, nó bắt đầu đi tái sinh sang một kiếp sống mới. Khi tái sinh xong rồi sẽ có già chết, sầu bi khổ ưu não. Đấy thì đấy là cái dòng luân hồi, nó là như vậy, nó cứ bắt nguồn đấy. Khi mà có vô minh, một cái người nào mà còn vô minh thì sẽ còn có sự tạo tác, còn có sự tạo tác thì nó sẽ còn có cái tâm thức để đi tục sinh. Có cái tâm thức đi tục sinh thì sẽ sinh ra thân và tâm, tức là có danh sắc. Có danh sắc thì sẽ có sáu căn sáu trần, có sáu trần sáu gần thì có sự tiếp xúc. Có tiếp xúc thì sinh ra các cảm thọ, có cảm thọ thì có cái tham ái, có tham ái có chấp thủ, có chấp thủ thì sẽ có nghiệp hữu. Có nghiệp hữu thì lại tiếp tục có tai sinh lại tiếp tục có già chết sầu bi khổ yếu đạo. Mà nó cứ luẩn quẩn, nó cứ vòng quanh như vậy. Và chưa có một ai có thể thấy được cái cội nguồn, cái nguồn gốc của cái khởi đầu của cái dòng luân hồi này. Từ ngàn xưa đến nay, từ thời vô thủy đến nay, vô thủy vô chung đến nay, cái dòng luân hồi nó đã diễn biến như vậy.
và một chúng sinh là cứ cứ chết rồi đi tái sinh, chết rồi đi tái sinh ra rồi này, sống ở trên đời này rồi già bệnh chết, chết xong lại đi tiếp tục đi tái sinh sang một kiếp sống khác, nó cứ liên miên 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 như thế. Thì đấy được gọi là những cái mắt xích của sinh tử, những cái mắt xích của cái dòng luân hồi. Thế để phân, để mà hiểu được nó thì cái vị đó sẽ hiểu ra từng cái một, thì sau đó sẽ phân tích được cái tính nhân duyên của nó. Cái đầu tiên, cái gốc, cái cội gốc đầu tiên của cái dòng tái sinh là vô minh. Vô minh nó có một cái đặc tính là không thấy các sự thật. Vậy cái người nào mà chưa thấy các sự thật, hay người đó không thấy các sự thật, hay người đó thấy sai sự thật, thì người đấy được gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa là không có trí tuệ. Minh là sáng, vô là không có ánh sáng. Vậy thì cái tâm trí của người đó không có ánh sáng. Vậy thì cái tâm trí của người đó là nó đen tối. Đen tối bởi vì là nó không được thấy các sự thật. Thấy các sự thật. Vậy cái gì là sự thật? Cái gì nó cần phải thấy? Ví dụ như là bây giờ một cái người mà thấy sai sự thật hay là không biết, cái người mà hỏi một cái gì đó mà người ta không biết, thì đấy gọi là bị người ta không thấy. Thấy đây là các sự thật. Ví dụ như là bây giờ người hỏi mình là kiếp trước mình ở đâu mà sinh về đây, có ai biết không? Không biết. Không biết đấy có nghĩa là mình có vô minh nó che đậy, cho nên mình không thấy được mình từ đâu đến đây. Để sau khi mình từ biệt cái cõi đời này, mình sẽ đi về đâu? Không biết đâu. Đây có ai biết không? Mình cũng không biết, tôi chẳng biết là sau khi chết tôi sẽ đi về đâu cả. Vậy tại sao lại không biết? Tại vì cái vô minh nó che mất rồi. Tại sao lại bị nó che mất? Bởi vì mình chưa có ánh sáng của trí tuệ. Đấy, vậy thì những ai chưa có ánh sáng của trí tuệ thì người đó còn có vô minh. Có vô minh mình không thấy được sự thật. Không thấy được sự thật thì mình không biết được là mình từ đâu về đây, rồi khi chết rồi mình sẽ đi về đâu. Đó là vấn đề. Thì cái lúc mà chưa thành đạo, Đức Phật cũng luôn luôn thắc mắc như vậy. Lúc ấy còn là Bồ Tát Thái Tử Tất Đạt Đa, mình luôn tự hỏi là từ đâu đến đây rồi chết sẽ đi về đâu, từ đâu đến đây chết đi về đâu. Thì cái người đấy là một cái dấu hiệu của cái trí tuệ nó đã đang đến cái giai đoạn chín mùi. Cái dấu hiệu của cái trí tuệ nó đang muốn phá vỡ vô minh. Nó giống như là một cái con gà nó ấp trơn, nó ấp và đến cái ngày mà nó đang muốn phá vỡ cái vỏ, nó đặt vỏ chưa để nó còn ra ngoài, nó thoát ra ngoài. Thì nếu như một cái người nào mà đã được quân tập trí tuệ, đã tu tập trí tuệ, đã có cái dấu hiệu là chuẩn bị phá vỡ được cái vỏ vô minh nó bao bọc mình, thì là lúc đấy cái người đấy luôn luôn có một cái thắc mắc: ta từ đâu sinh ra, chết ta sẽ đi về đâu? Ta từ đâu sinh ra, chết ta sẽ đi về đâu? Ở đây có ai có trong tâm có ai có cái thắc mắc này không? Chưa khởi lên cái tư tưởng đấy là cái vỏ trứng nó còn dày lắm, là cái lòng đỏ của mình nó vẫn chưa còn nguyên ấy, nó chưa có hình con gà ấy. Tức là cái trí tuệ của mình nó vẫn còn rất là non nớt, nó chưa già dặn và nó chưa muốn phá vỡ vô minh. Nếu phá vỡ vô minh thì nó sẽ khởi lên những cái tư tưởng như vậy, và nó sẽ đi tìm, nó sẽ gợi cho mình một cái tư tưởng muốn đi tìm một cái câu trả lời, muốn đi tìm một cái lời giải đáp, và nó muốn hiểu ra sự thật. Người đó muốn khám phá ra sự thật là mình từ đâu đến đây, nhất định mình phải tìm ra cái nguồn gốc của mình từ đâu đến đây, và khi chết mình sẽ đi về đâu. Và người ta đặt cái câu hỏi đấy làm cái trọng tâm của cái cuộc sống này. Người ta đấy lấy cái đấy làm cái mục tiêu của cái cuộc sống này. Nhưng người ta không có lấy cái tiền tài danh vọng vật chất, những cái thứ gọi là danh lợi phù du giả tạm ở trên thế gian này làm mục tiêu. Là mục tiêu là người ta đi tìm chân lý, tìm lẽ phải, tìm sự thật, tìm cái con đường giải thoát cơ. Thì đấy là người ta còn là cái dấu hiệu của cái người muốn đi diệt trừ vô minh. Còn là cái người mà mình còn tối tăm mọi gì không biết, không có cái hoài nghi, không có thắc mắc, không có muốn khám phá, không muốn tìm hiểu, không muốn giải thoát sự thật, không muốn biết các sự thật ấy, thì
còn sẽ còn bị cái dòng sinh tử này nó sẽ xoay, nó xoay tròn còn rất là lâu, nó sẽ còn ở trong cái dòng luân hồi rất là dài. Vô minh là thế, không biết không thấy các sự thật. Ví dụ như là các sự thật về khổ, mình thấy khổ nhưng mình biết là đời là khổ nhưng mình không biết được các sự thật về khổ. Khổ như là mình không thấy được các pháp chân đế, không thấy được danh sắc, không thấy được các nhân sinh ra khổ, tức là không thấy được các cái tính chất về duyên khởi, không thấy được cái sự diệt khổ và không thấy con đường diệt khổ. Những người đấy nó còn là vô minh. Vô minh có một cái chức năng nhiệm vụ là sinh ra cái tư tưởng sai lầm. Do mình không có biết, không có thấy sự thật gì, cho nên là mình hay có những cái tưởng, lầm tưởng. Hay có cái lầm tưởng, ví dụ như là sẽ có người sẽ nghĩ rằng à vậy chắc là trước kia có thể là mà có người thì nghĩ là do thượng đế sinh ra, có người thì nghĩ rằng là con người thì chỉ là vật chất thôi, sinh ra là do cha mẹ sinh ra, chả có cái kiếp trước gì cả, chả có kiếp sau, chết rồi là hết. Nó giống như là cái cỏ cây hoa lá vậy thôi, tự nhiên nó mọc ra rồi mai mốt nó tàn đi, nó sẽ chẳng còn gì hết. Con người sinh ra trên đời cũng vậy, chẳng khác gì cỏ cây hoa lá. Còn tất cả mọi cái hành động thiện lành hay là hung dữ độc ác cũng như nhau, không có kết quả gì hết. Thì đấy là những tư tưởng sai lầm. Mà có người nói là có một cái vị thần linh, một cái vị thượng đế bị sinh ra, mình sinh ra theo cái ý tưởng của các cái vị thần linh, có các cái vị sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, các cái vị mà có quyền năng. Thì đấy cũng là một cái tư tưởng sai lầm. Hoặc là cái người cho rằng là không có đời này, không có đời, không có quá khứ, không có tương lai, không có nhân, không có quả, thì nó sẽ sinh ra rất nhiều cái tư tưởng sai lầm như vậy. Do vô minh nó sẽ sinh ra những tư tưởng sai lầm, cái sự này là khác nhau. Cái chức năng nhiệm vụ của vô minh là như thế. Còn cái biểu hiện của vô minh là có cái ảo tưởng về hình tướng của các pháp. Cái biểu hiện của cái người nặng về vô minh ấy, là người ta chỉ nhìn cái gì trước mắt này, người ta chỉ là những cái gì mà người ta có thể thấy được bằng con mắt thường thì người ta mới tin, còn gì người ta không thấy người ta không tin. Đấy là cái biểu hiện của cái người có cái tánh vô minh là như thế. Tức là giống như là cái kiểu là những cái chúng sinh phàm phu, người ta chỉ nhìn thấy cái quả thôi mà người ta không nhìn thấy cái nhân, người ta không có đi tạo nhân mà người ta chỉ muốn hai quả. Người ta chỉ muốn cầu xin những cái quả của đời này. Ví dụ như là những người đấy, người ta mong cầu cái điều gì đấy thì người ta cứ nỗ lực, người ta dùng mọi cách thức, người ta bảo là tất cả những cái gì mà người ta đạt được ấy là do cái sự nỗ lực cố gắng ở trong đời hiện tại, không có liên quan gì đến những cái nhân ở trong quá khứ hết. Và người ta chỉ có chấp vào những cái gì mà nhìn thấy được. Thì đấy là những cái biểu hiện của những cái người là có vô minh. Có vô minh là có nhiều cái sự ảo tưởng. Ảo tưởng thì người ta cho rằng cái, ví dụ là cái người có ảo tưởng thì người ta chỉ nhìn vào cái hình thức bên ngoài. Người ta nhìn vào cái hình thức mà người ta không chú trọng đến những cái mà người ta không nhìn thấy được. Ví dụ người ta nhìn thấy cái gì đẹp, người ta biết là khen là đẹp. Nhìn thấy cái gì xấu, người ta bảo là xấu. Nhưng mà người ta lại không biết được là bên trong cái vỏ nó đẹp nhưng mà bên trong lõi nó xấu. Có cái thì cái ngoài vỏ nó xấu nhưng mà trong lõi nó đẹp. Thì cái người mà bị vô minh thì người ta không quan trọng về cái bên trong mà người ta quan trọng cái bên ngoài. Người ta cứ quan trọng cái bề mặt bên ngoài. Cho nên là cái người mà bị vô minh che đậy hay là có cái ảo tưởng nhiều thì người ta rất là chú trọng về hình thức. Người ta chú trọng về hình thức, người ta chỉ thích cái gì cũng phải đẹp mà người ta không chú trọng về cái nội tâm ở bên trong, mà chú trọng về cái gì mà nó có thể khoe dáng được ở bên ngoài không. Thì cái đấy cũng là một cái biểu hiện về cái người có vô minh là hay nhìn nhận vào cái hình thức ở bên ngoài. Người đó thích trang điểm là người đó thích khen chê theo cái nhìn về nông cạn của mình mà không có nhìn về sâu xa bên trong. Và cái nhân gần của vô minh đó chính là các lậu hoặc phiền não. Vô minh nó có cái nhân của nó như là dục lậu,
Những người mà có tham dục nhiều thì cái vô minh nó sẽ tăng trưởng. Những người mà tham ái nhiều thì nó càng chen lấp, tức là dục nó là cái tham dục mà càng nặng thì cái tâm ngu si nó càng lớn. Hoặc là hữu hoặc là phiền não, những cái tà kiến nậu thì nó cũng làm cho vô minh bị che đậy. Cái người đó mà càng tiếp thu nhiều những cái kiến thức sai lệch ở thế gian, ví dụ mình sinh ra mình đã vô minh sẵn rồi, thế mình lại được thân cận những cái người có tà kiến, học tập những cái tà pháp, thì sau này cái vô minh của mình nó lại càng sâu dày hơn. Nó càng sâu dày thì mình càng khó mà thoát khỏi cái dòng sinh tử. Đấy là cái nhân đầu tiên. Đó, cái chi thứ nhất mà được xếp và đứng đầu ở trong 12 cái chi của cái pháp 12 nhân duyên ấy, thì vô minh được xếp lên đầu tiên. Bởi vì vô minh là nguy hiểm nhất. Vô minh nó là cội gốc, là căn đế, tức là cái căn đế của cái dòng sinh tử. Cho nên là trong cái giáo pháp của Đức Phật chỉ có nhắm vào cái mục đích đó là diệt trừ vô minh, mà diệt trừ vô minh bằng cái cách đó là phát triển trí tuệ thôi. Cho nên là cái người nào mà cứ phát triển được trí tuệ thì cái người đấy sẽ đi đến cái giải thoát, và cái người nào mà chưa không phát triển được trí tuệ thì người đó không giải thoát được. Cũng giống như là có bóng tối thì không có ánh sáng, có ánh sáng thì không có bóng tối. Vậy nếu mà cái ngày nào có trí tuệ thì không có vô minh, mà cái ngày nào mà còn vô minh thì không có trí tuệ. Ngày nào mà trí tuệ mà còn yếu thì còn bị vô minh nó che nấp, nó nấn át. Mà khi nào mà trí tuệ mạnh đi rồi thì mới phá tan được vô minh. Vô minh giống như là đám mây đen nó che kín mặt trời. Nếu mà một cái lúc nào đó cái ánh sáng của mặt trời nó mạnh thì nó chiếu, nó có thể phá tan cái đám mây ra đi thì nó mới tỏa sáng được trần gian. Cái người nào mà bị vô minh che đậy thì cái người đấy cái sự nhận thức và hiểu biết thì đa số là bị hiểu sai, hoặc là có những cái mê mờ không biết. Còn khi mà một cái người mà đã phát huy được trí tuệ rồi, phát triển được trí tuệ mạnh mẽ lên rồi, phá vỡ được vô minh rồi, thì cái người đấy sẽ giác ngộ ra được rất nhiều điều, rất nhiều cái lẽ thật, rất nhiều cái sự thật, cái chân lý. Và từ vị đó diệt trừ được vô minh rồi thì coi như là cái cội gốc của cái dòng sinh tử nó cũng bị lung lay, và nó cũng bị đốn, như là đốn cái cây sinh tử từ gốc rễ, và tất cả những cái khác nó sụp đổ theo. Vậy cho nên là trong giáo pháp của Đức Phật chú trọng về yếu tố trí tuệ chính là để đối trị với cái vô minh này. Và cái chi thứ hai đó là hành. Hành ở đây là gọi là tạo tác. Tạo tác, quý vị bây giờ đã là một cái chúng sinh hữu tình là sẽ có hành, những cái hành động tạo tác. Hành động tạo tác về thân khẩu ý, thì đó sẽ làm những thiện nghiệp và những cái ác nghiệp. Thì đó là hành. Ví dụ như là giờ mình làm bất cứ cái gì là hành. Một cái người giống như là mình làm việc tốt, việc thiện như là bố thí hay là cung kính, hay là làm việc bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, thì tất cả những cái đấy nó đều là hành, nó đều là tạo tác. Thế mà bây giờ một người bảo là tôi sẽ không hành, tôi chẳng làm gì cả, tôi cứ nằm ngủ, để tôi không có tạo tác cái gì hết, để cho tôi khỏi đi sinh tử, thì cái nằm ngủ ấy nó là cái gì? Nó có phải là hành không? Nó cũng là hành nhá. Bây giờ mình chẳng làm gì cả, tôi cứ ngồi chơi, tôi không làm gì nữa để cho khỏi phải tạo nghiệp. Thì ngồi chơi đấy nó cũng là tạo nghiệp. Ngồi chơi cũng là một cái cách tạo hành này. Hành động đấy là hành động gì? Đấy là hành động người biếng. Nó cũng là hành, nhưng mà hành động ngủ nghỉ nó cũng là một cái loại hành. Nhưng mà cái loại hành đấy là cái loại hành người biếng, loại hành người nhát. Còn cái người mà tích cực, tôi rất là chăm chỉ tích cực. Tích cực là cái gì? Tích cực của tôi là tích cực vận động để rèn luyện sức khỏe, tích cực ăn no, tích cực ngủ nhiều, có phải là hành không? Nó cũng là hành. Nhưng mà cái sự tích cực mà nó không
có cái sự mà tạo ra được cái phước, mà cái sự tích cực đấy có thể là nó sẽ tạo ra những cái tổn phước. Thì tạo tác là vậy. Tạo tác thì nó có những tạo tác những điều lành, điều thiện, tạo tác ra phước, mà có thể tạo tác ra những cái điều bất thiện, tạo tác ra những cái phi phước. Cho nên nó gọi là phúc lạc hành và phước hành với phi phước hành. Tức là mình hành, có những cái hành động nó tạo ra phước, có những cái hành động nó không tạo ra phước, mà có những hành động nó lại tạo ra tội lỗi. Có những hành động nó tạo ra phước lành, ví dụ như là mình đi ngồi thiền là tạo ra phước, tụng kinh nó sẽ tạo ra phước, mình bố thí nó sẽ tạo ra phước, mình chỉ giới nó sẽ tạo ra phước, kính lễ nó tạo ra phước, về chăm chỉ tạo các cái công đức đấy nó cũng là cách tạo tác. Hoặc là có những cái hành động thì nó hành động thông thường, nó không đem lại cái, không tạo phước, nó không tạo tội, như là những cái bước đi lại làm công việc bình thường hàng ngày của mình. Hoặc là có những cái hành động nó sẽ tạo ra tội lỗi, như là mình cố tình làm tạo những cái ác nghiệp liên quan đến cái tâm tham sân si, người nó là hành là một cái sự tạo tác như vậy. Hành nó sẽ tích lũy lại, thế bây giờ mình tạo tác điều lành thì nó sẽ tích lũy lại, những cái điều lành đấy nó sẽ được tích lũy, nó tích lũy ở trong cái nghiệp lực, mà những cái nghiệp lực đấy nó cũng giống như là cái dòng tâm thức của mình. Cho nên được gọi là ví dụ như cái tạo tác kia là chủ nhân này. Ví dụ Đức Phật nói là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng, là quyến thuộc của nghiệp. Thì cái hành này chính là hành nghiệp, hành này chính là tạo nghiệp. Mình tạo tác đây có nghĩa là mình là chủ nhân, mình muốn tạo cái gì đấy là do mình. Mình có quyền tạo điều này và có quyền tạo cái điều thiện, và cũng có thể tạo những điều bất thiện. Đấy là chủ nhân của nghiệp. Chúng sinh là thừa tự của nghiệp, đó là hàng ngày mình vui buồn sướng khổ, đó là do cái nghiệp ở quá khứ nó đang trổ quả, mình đang hưởng những cái nghiệp mà mình đã tạo trước kia. Chúng sinh là thai tạng của nghiệp, thì thai tạng chính là cái tích lũy này, tức là nghiệp nó sẽ không trổ ngay mà nó tích lũy lại đấy. Nó tích lũy lại giống như là người đang mang thai và nó cứ sinh dần dần, giống như con gà mỗi ngày nó đẻ một quả trứng ấy, thì những cái nghiệp quả của mình nó cứ trổ như dần dần như vậy. Hôm nay nó trổ cái nghiệp thiện, mà mai nó trổ nghiệp bất thiện, nó có mỗi ngày nó trổ các cái quả khác nhau như vậy. Thì nó do cái sự tích lũy của mình tích lũy những cái điều phước, thì bây giờ những cái quả phước nó trổ hàng ngày khiến cho mình gặp những cái điều an vui. Mình tích lũy những cái điều bất thiện thì những cái quả bất thiện nó sẽ trổ hàng ngày và nó khiến cho mình gặp những cái điều bất hạnh khổ đau. Thì hành là thế, hành là tạo tác, hành là tích lũy như vậy, và hành nó sẽ mình sẽ thừa tự những cái mà mình tạo tác và mình thừa tự những cái mình tích lũy, tức là mình hưởng những cái quả. Biểu hiện của nó là cố ý làm cái này, cố ý làm cái kia. Những cái gì mà có cái sự chủ trương, có cái sự chủ động, có cái sự cố ý làm thì cái đấy được gọi là hành. Còn cái gì mà mình làm mà mình không có chủ trương, làm theo cái vô thức của mình thì nó không phải là hành. Mình cố ý làm, bây giờ bảo tôi đi cố ý làm một việc tốt rồi, cố ý hôm nay trồng một cây để cho nó có bóng mát, nhưng mà hôm nay nó chết mấy con giun, thì lúc đấy là hành gì, hành thiện hay hành bất thiện? Chủ trương của mình là đi làm việc tốt cơ, nhưng mà không may nó dính vào cái việc không tốt, nhưng mà nó vẫn là hành thiện, nó không phải là hành ác mà. Hôm nay chủ trương của mình là đi bố thí, chủ trương là như thế, nhưng mà không may đi ra đường mình dẫm chết rất là nhiều những con vật khác, thì hôm lúc đấy mình được gọi là hành gì? Thì đây là mình đang cố ý đi làm việc thiện, chứ không phải cố ý làm việc bất thiện, cho nên nó sẽ tạo ra hành thiện chứ nó không tạo ra hành bất thiện. Thì cái tâm của mình cố ý hướng về cái gì thì nó sẽ thành tựu cái đấy. Mình cố ý mà mình cố ý. Cho nên là những cái gì mà mình vô tình thì nó sẽ không tạo ra nghiệp, cái gì vô tâm thì nó tạo nghiệp. Còn những cái gì cố ý là những cái đấy là tạo nghiệp, cho nên cố ý gọi là tâm sở tư, tư là cố tình cố ý làm cái này, cố ý làm cái kia. Trong cái lúc mình cố ý làm một việc tốt nhưng mà có thể nó vô tình nó phạm vào những điều không tốt thì nó không sao hết, nhưng mà cho nên là cái tâm của mình luôn luôn phải chủ trương là cố khởi lên làm những cái việc này, chứ không phải là mình cố ý làm những cái việc không này. Còn bây giờ mình sợ nó làm cái việc này, hôm nay nó phạm vào cái kia thì mình lại không làm được những việc này,
Còn nhân mà sinh ra hành chính là vô minh. Nhân sinh ra hành chính là vô minh. Vậy thì bây giờ bảo là hành động bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối đấy, nó sinh ra từ cái nhân vô minh, là do mình không biết. Mình không biết rằng là sát sinh là có tội, không biết trộm cắp, tà dâm, nói dối. Đấy này, do mình không hiểu, không biết, cho nên mình mới làm những cái việc đấy. Thì cái nhân của nó là cái nhân của hành động là vô minh. Mình không biết là những cái hành động bất thiện là đem lại cái tội lỗi. Đấy, nhưng mà bây giờ một cái người này luôn có những cái hành thiện, như là người đó bố thí cung kính chữ giới, phục vụ hành thiện, làm rất nhiều những cái thiện nghiệp công đức, thì cái hành động đấy nó có nhân từ vô minh không? Nó có được sinh ra từ cái nhân vô minh này không? Những cái hành động thiện đấy nó được sinh ra, nó cũng được sinh ra từ cái nhân vô minh. Vô minh ở đây cái vô minh ở đây đó là mình không thấy được cái pháp chân đế, không thấy được sự thật. Tức là cái tâm thức nó vẫn có cái sự vô minh. Ví dụ vô minh ở đây là một cái người ưa thích những cái hình tướng. Ví dụ như là bây giờ có một cái người mình nghĩ rằng là bố thí thì sẽ được sự giàu sang, rồi là mình tạo những cái phước thiện để mình sẽ được sinh trở lại làm người, được sống lâu, được mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, hoặc sinh trở lại làm chư thiên, mình sẽ hưởng những cái phước báo thù thắng. Thì cái vô minh này nó ở cái phần vi tế. Còn cái vô minh mà mình không biết được làm cái việc ác mà nó phải chịu quả báo ác thì đấy là vô minh một cách thô thiển. Còn cái vô minh mà còn một người nghĩ rằng mình làm việc thiện để mình được hưởng cái phước báo an lạc ở cõi nhân thiên, thì do mình cầu cái phước báo an lạc ở cõi nhân thiên, mình nghĩ rằng là con người là có mình còn ưa thích cái trở lại làm người, còn ưa thích hưởng những cái phước báo ở cõi nhân thiên, thì nó cũng là một cái dạng vô minh, nhưng vô minh đấy nó vi tế hơn. Cho nên là vô minh nó có thể làm nhân cho những điều bất thiện, vô minh nó cũng làm nhân cho những cái điều phước, tạo ra được cái phước này. Thì đấy là vô minh duyên cho hành. Vậy thì bây giờ một cái người bảo vệ thì một bậc A-la-hán hay là một vị Phật hàng ngày đi giảng kinh phổ độ chúng sinh thì có đòi là vô minh duyên hành không? Những cái bậc mà đã diệt trừ hết vô minh rồi mà còn có những hành động ấy, thì đó có vẻ thì có cái sự vô minh duyên hành không? Đối với những bậc đã hết vô minh rồi thì những cái hành động này nó sẽ trở thành cái gọi là vô ký hành. Tức là những cái hành này nó có hành động nhưng nó không để lại nghiệp. Nó chỉ khác nhau là thế thôi, chỉ khác nhau những bậc hết vô minh có hành động nhưng không để lại nghiệp. Còn những cái người mà là phàm phu có hành động nhưng và có để lại nghiệp. Hành động thiện nó để lại thiện nghiệp, hành động ác để lại ác nghiệp. Còn những bậc đã hết vô minh rồi thì những cái bậc đấy không khởi lên được tâm bất thiện, cho nên không có hành động ác. Vì tham sân si đã được diệt trừ, cho nên tất cả các hành động nó chỉ đi kèm với những cái tâm thiện. Và những cái hành động đấy đều là vô ký, làm việc thiện bao nhiêu cũng là một cái hành động duy tác, một cái hành động không để lại nghiệp, không để lại quả báo. Còn tất cả những cái ngược bậc mà chưa hết vô minh, những con chúng sinh nào chưa hết vô minh thì sẽ tất cả những cái hành động thiện hay bất thiện đều để lại nghiệp, đều để lại nghiệp, và nó sẽ trổ quả ở trong tương lai. Những cái nghiệp đấy nó được tích lũy. Còn những bậc hết vô minh rồi thì nó không có tích lũy, chỉ có tạo tác, không có tích lũy, và nó không có trổ quả, nó chỉ khác nhau thế. Vậy thì đấy là vô minh, cho nên là duyên hành. Hành là cái sự hành động tạo tác. Vậy thì bây giờ mình thử xem là những cái hành động của mình hàng ngày nó bắt nguồn từ cái gì, từ cái vô minh. Nó có sẽ thấy chúng sinh có rất nhiều những cái hành động. Những cái hành động đấy nó được bắt nguồn từ vô minh. Ví dụ như là có những chúng sinh mình làm cái việc này, làm những cái việc kia, tạo tác, những chúng sinh chuyên tạo ác nghiệp, thì đấy là những cái vô minh, vì người ta không biết là ác nghiệp là sẽ đưa lại quả báo.
Có những chúng sinh tạo thiện nghiệp, nhưng mà cũng có thể thiện nghiệp đấy được bắt nguồn từ vô minh, đó là vô minh mong cầu cái phước báo ở tương lai. Nhưng mà cái vô minh những mức độ của nó khác nhau, đó là vô minh thô thiển, hỗ trợ cho những hành động ác, và những cái vô minh rất là tế nhị, rất là vi tế, hỗ trợ cho những hành động thiện. Và tất cả hai cái loại hành động này đều đưa đến cái sự tái sanh. Một là cái vô minh duyên cho hành động bất thiện đưa đến tái sanh về cõi khổ, vô minh hỗ trợ cho hành động thiện thì đưa đến cái sự tái sinh về cõi an vui. Nó chỉ khác nhau như thế thôi. Vậy thì hành động thiện, một người làm thiện hay người làm bất thiện, người đó chưa hẳn đã hết được vô minh, nhưng mà cái hành động khác nhau đưa đến cái quả báo khác nhau. Và ngày nào còn vô minh thì sẽ còn cái cội gốc của sinh tử. Vậy thì cái người làm thiện chưa chắc đã giải thoát luân hồi, người làm ác chưa chắc giải thoát luân hồi, chỉ có người hết vô minh mới giải thoát luân hồi. Vậy thì cái chủ trương của Đức Phật là chủ trương là dạy cho các người, các cái, những người đệ tử là hãy làm phước, hãy làm phước, hãy làm phước. Có chủ trương như vậy không? Chủ trương là hãy phát triển trí tuệ, hãy phát triển trí tuệ, hãy phát triển trí tuệ. Chủ trương trong giáo pháp của Đức Phật để diệt trừ vô minh. Còn làm phước chỉ là một phần để hỗ trợ cho trí tuệ. Làm phước để mà tránh xa được cái ác nghiệp, để hỗ trợ cho trí tuệ. Còn chủ trương chính yếu vẫn là hãy phát triển trí tuệ để diệt trừ vô minh, để đi đến niết bàn giải thoát. Chứ còn nếu như mà cứ làm phước thì đâu cần phải đái nữa, đâu cần phải ngồi tu tập về định tuệ, mà suốt ngày cứ đi làm việc phước thì dễ lắm, cứ đi làm đủ những cái việc ra ngoài xã hội, làm cứ đi bố thí rồi là đi phục vụ, rồi đi làm những cái việc tình nguyện viên trong tất cả mọi ở mọi nơi, sinh làm người dễ làm phước, đi đến đâu mình có thể làm phước được. Chứ khi mình sinh lên các quả thiên giới muốn làm phước cũng hơi khó tí. Vô minh rồi đến hành rồi đến thức. Thức ở đây là một cái sự nhận thức. Ấy. Ví dụ như là mình nhận thức, mình biết nhiều thứ thì đấy là thức. Thức biết chi hay mà. Nếu một người học nhiều biết rộng thì đấy là cái được gọi là người trí thức, tức là người biết rộng. Thì cái thức là vậy. Thức ở đây nó là một cái sự nhận thức biết cảnh, biết nhiều thứ, biết nhiều cảnh khác nhau, biết nhiều việc khác nhau, biết nhiều chuyện khác nhau. Ví dụ một người đọc sách, người đó biết được tất cả những cái chuyện Đông Tây Kim Cổ, người ta biết được các cái chuyện ở trong nước, ngoài nước, cái chuyện thời xưa, chuyện thời nay, chuyện tương lai. Người ta biết được các kiến thức về khoa học, người đó biết được các kiến thức về lịch sử, về văn học, về vật lý, về đủ mọi thứ. Thì đấy được gọi là thức, thức là sự nhận biết vậy, hướng đến các cảnh khác nhau. Thức là nó luôn luôn đi trước, tức là cái tâm thức nó đi trước, nó dẫn theo các tâm sở đi theo. Ví dụ như là thức là nó biết cái cảnh đấy và nó đi trước và đi theo sau nó sẽ là cái sự tiếp xúc với cái cảnh này, cái sự cảm nhận cái cảnh đấy, tức là vui hay buồn với cảnh đấy, những cái tâm này nó đi theo sau cái tâm sức này. Rồi là nó có những cái tư tưởng gì đối với cái mà nó nhận biết đấy. Rồi là nó sẽ tạo cái nghiệp gì, nó khởi lên cái tâm thiện hay bất thiện đối với cái sự nhận thức đấy. Thì đấy là thức nó đi trước như vậy, và một loạt các cái trạng thái tâm nó sẽ đi theo cái thức này. Cho nên thức được gọi là tâm vương, nó giống như cái vua, nó đi trước. Còn những cái tâm đi theo sau nó thì và có những cái tư tưởng nhận thức trải nghiệm khác nhau là nó sẽ đi theo cái đi sau cái tâm thức này. Vậy thì thức là đi trước, thức thì nó có biểu hiện là tâm tục sinh và tâm bình nhận. Ví dụ là thức đi tục sinh là cái lúc mà mình bắt đầu chết ở kiếp này một cái là mình sẽ có cái tâm thức để nó đi tái sinh trong kiếp chống sao. Cái tâm thức nó vậy, thức nó có một cái chức năng, nó có một cái chức năng rất là đặc biệt, đó là nó dẫn dắt cái nghiệp đi tái sinh. Còn một cái người mà mình mà xứng đáng được sinh trở lại làm người thì cái tâm thức ấy nó đi tục sinh trở lại làm người, đi đầu thai. Hoặc là mình sinh về các cõi thiên giới, cõi này cõi kia, nó đều là cái tâm thức này nó đi tục sinh.
về các cái cõi đây. Đi con đi tục sinh vào trong địa ngục hay là ngã quỷ súc sinh, nó đều là do cái tâm thức này nó đi tục sinh. Đấy, và nó tâm sức thức, thức tục sinh và thức bình nhật. Sau khi nó tục sinh rồi thì bắt đầu nó sẽ sinh ra những cái tâm thức ở trong cái trạng thái hàng ngày. Đấy, ví dụ khi mà mình sinh ra đời một cái, mình mở mắt chào đời một cái, lúc đấy nó là cái tâm thức nhận biết cảnh, nghe được âm thanh một cái là cái tâm thức nó nhận, nó nghe được âm thanh, nó ngửi mùi cái nó có cái thức ngửi mùi, nó nếm vị, nó có cái thức nếm vị, nó đụng chạm vào gì ở trên thân, nó có cái thức về thân thức. Đấy, nó suy tư những cái cảnh mà nó đã trải nghiệm thì nó có ý thức, thì nó có rất nhiều các loại thức khác nhau như vậy. Đấy được gọi là thức, thức và cái nhân sinh ra thức. Cái nhân mà sinh ra thức này chính là hành. Nhân mà sinh ra thức không phải là căn cái, mà nhân sinh ra thức này là hành. Hành sinh ra cái nhân sinh ra thức là hành. Nhân sinh ra thức này, ví dụ như là hành nó tạo nghiệp và nó tích lũy vào đấy, và sau đó thì cái hành này nó sẽ thúc đẩy cho cái hành động, cái nghiệp đấy nó sẽ thúc đẩy cho cái tâm đấy đi tục sinh về cõi nào, là do cái hành động kia nó thúc đẩy cho một người đấy sinh lại làm người hay là làm chư thiên hay làm súc sinh, là do cái hành động. Ví dụ như là trong quá khứ mình có những cái hành động như thế nào đấy, ví dụ hành động phải là hành động thiện thì bây giờ nó mới xui khiến cho mình sinh lại làm người, và bây giờ sinh ra làm người mình lại có cái hành động tạo nhân ở đời này, và cái hành động đấy nó sẽ xui khiến cho cái tâm thức của mình sau này đi sinh về cái cõi nào tương ứng với cái hành động ở hiện tại này. Sau khi sinh ra đời, ví dụ ở đời này mình sinh ra đời rồi, nhưng mà mình những cái hành động ở quá khứ kia nó luôn luôn tạo ra các cái tâm quả ở hiện tại này. Ví dụ như mình mắt mình được thấy những cảnh hài lòng, thức tức là mắt mình thấy những cảnh nào, tai mình được nghe những âm thanh như thế nào, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân mình xúc chạm như thế nào, đấy cũng là do những hành động ở quá khứ nó sinh ra được. Đấy là hành nó sinh ra thức là như vậy. Thế cho nên nó có những cái thức quả mà. Thức nó là những cái tâm quả của những cái hành động ở kiếp trước. Cho nên là bây giờ một người bây giờ mình đang sống ở trong cái môi trường như thế nào, mình đang sống trong cái hoàn cảnh như thế nào, mình đang thọ nhận những cái mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm hàng ngày ấy, nó là do những cái hành động ở những cái đời trước nó đang nó sinh, nó là nhân và nó trổ quả ở cái đời này. Cho nên là ở đời này mỗi một chúng sinh sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau, sẽ có những cái cảm nhận khác nhau, sẽ được tiếp nhận những cái cảnh khác nhau, ưa thích hay là không ưa thích, cái cảnh tốt hay là cảnh xấu, thì đấy là do những cái hành động trước kia nó đang trổ quả. Thì cho nên đấy gọi là hành duyên thức. Còn thức nó lại duyên cho danh sắc. Cái thứ ba là danh là nama, tức là về tâm thức, về tinh thần. Danh là hướng đến cảnh. Danh ở đây tức là các cái tâm sở. Ví dụ như là mình có những cái tâm, mình có những cái trạng thái tâm như là vui hay là buồn, những cái tư tưởng, những cái suy tư, những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận ấy, thì đấy được gọi là danh. Danh nó cũng hướng đến cảnh, nó giống như là thức. Thức hướng đến cảnh thì danh nó cũng hướng đến. Nó cùng sinh đối với tâm thức. Nó có rất nhiều những cái tâm sở, nó đi theo cái tâm thức này. Ví dụ là một cái tâm thiện nó sinh lên, nó có 34 tâm, thì trong đó là một cái tâm thức còn 33 cái tâm sở, thì 33 tâm sở đấy cũng được gọi là danh. Danh là như thế, nó cùng sinh lên với cái tâm thức, cùng sinh lên với nhau. Là một cái tâm bất thiện như một cái tâm tham, nó sinh lên một cái, nó có 20 cái tâm sở nó cùng sinh lên. Là một cái tâm sân nó sinh lên một cái, nó cũng có 18 cái tâm nó sinh lên, đồng sinh lên như vậy, cùng sinh cùng diệt với nhau, biểu hiện như thế. Và có cái nhân của nó chính là thức, thức nó sinh ra cái danh này.
Vì tâm nó hướng đến, vì cái thức nó hướng đến cái cảnh, cho nên là những cái tâm sở thì nó hướng đến theo. Cho nên là nhân của nó là thức. Và cái thức nó cũng sinh ra một cái loại sắc, sắc rupa. Sắc ở đây cũng thuộc về vật chất này. Vật chất có những cái sắc của mình là do nghiệp quá khứ nó sinh ra. Ví dụ như là con mắt này, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim của mình. Đấy, nó có những cái sắc nghiệp nó nằm ở trong đấy. Những cái nghiệp của quá khứ nó nằm ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình. Thì là những cái đấy được gọi là sắc, gọi là cái thân thể vật chất của mình được gọi là sắc. Sắc nó có đặc tính là bị quấy nhiễu, có chức năng là bị phân tán, nó có biểu hiện là bất định, và nó có cái nhân gần là thức. Thức ở đây tức là cái thức nghiệp ở trong quá khứ, thì nó sẽ tạo ra cái sắc nghiệp. Nếu là những sắc của mình thì nó có hai phần, một phần nó bị chi phối bởi cái nghiệp ở trong quá khứ, và một phần thì nó bị chi phối bởi cái tâm ở hiện tại, cái tâm thức ở hiện tại. Cho nên là ví dụ như là trong các căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, nếu như mà cái nghiệp ở trong quá khứ là những cái nghiệp tốt thì bây giờ nó sẽ có các cái căn này nó rất là tốt. Mắt sáng, tai thính, mũi cũng thính, lưỡi thì cảm nhận vị rất là nhạy bén, thân thì có cái sự mạnh khỏe và xinh đẹp. Thì đấy nó là nghiệp ở quá khứ, nó hỗ trợ. Và một phần của nó thì là hiện tại, thức ở hiện tại. Ví dụ như là còn cái thức nghiệp ở quá khứ là nghiệp xấu thì bây giờ nó sẽ trổ ra này, là mắt kém, tai kém, mũi kém, lưỡi kém, thân này cũng yếu đuối kém cỏi. Thì đấy là một phần nó bị chi phối ở quá khứ nhé, một phần nó bị chi phối ở hiện tại. Nếu bây giờ ở hiện tại mình có cái tâm lý tốt, nhưng mà những cái tâm lý của mình là những cái tâm lý hiển thiện chẳng hạn, những cái tâm lý hoan hỷ, không có những cái sầu bi ưu não, thì nó sẽ sinh ra cái sắc ở hiện tại, đó là những cái sắc nó mạnh khỏe, nó cũng hỗ trợ cho các cái sắc ở trên các căn này. Nó được tinh anh, nó được trong sáng. Còn nếu như trong cái hiện tại này mình có nhiều cái sầu bi ưu não, có nhiều cái nỗi buồn phiền bực bội, thì nó cũng sẽ làm cho cái sắc ở trên sáu căn của mình nó sẽ trở nên bị ám muộn, thì một phần nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái thức ở hiện tại. Thức thì nó có hai loại, thức ở quá khứ nó tác động vào sắc, vào cái sắc thân, và thức ở hiện tại nó tác động vào sắc thân. Thì trên cái sắc thân của mình sẽ có hai cái nó nuôi dưỡng, đó là một cái là nghiệp ở quá khứ nó đang tác động vào cái sắc thân này, cho nên là lúc thì nó khỏe, lúc nó ốm đau bệnh tật ấy. Đôi khi nó bị cái nghiệp quá khứ nó trổ. Những người nào mà quá khứ có ác nghiệp nhiều bây giờ bệnh tật sẽ nhiều, người nào thiện nghiệp nhiều thì bây giờ người đó sẽ mạnh khỏe nhiều. Và một phần là ở hiện tại, những người nào ở hiện tại này mà có cái tâm hướng thượng nhiều thì sắc nó sẽ tốt, người nào mà tâm hạ nghiệp nhiều thì sắc nó sẽ xấu. Thì đấy nó là cũng là một cái thức, thức nó sinh ra sắc, thức duyên danh sắc như vậy. Và danh sắc thì nó duyên cho sáu xứ. Ở đây sáu xứ là sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đấy, ý ấy, sáu căn được gọi là sáu xứ, hay còn gọi là sáu căn. Có cái đặc tính của sáu căn này là phát động. Nó phát động cái gì? Mắt là nó phát động cho một loạt các cái tâm thuộc về nhãn thức nó sinh khởi. Ví dụ bây giờ mình mở mắt ra một cái là nhãn thức nó, mắt của mình nó phóng ra, nó bắt lấy cảnh trần, là những cái tâm thức nó sinh lên. Đấy là phát động là như thế. Bây giờ mình chú ý mình nghe một cái âm thanh nào đó thì những cái tâm ở trong nhĩ thức nó sinh lên, ngửi nếm xúc chạm như vậy. Đấy là các cái căn trần của mình nó vậy, nó phát động, nó phát động cho các cái độ tâm thức sinh lên. Cho nên là sáu xứ nó có cái đặc tính là phát động, là cái nơi phát động giống như một cái đèn pin ấy. Bây giờ mình cầm mình bật vào công tác của nó một cái là cái ánh sáng từ đấy nó tỏa chiếu ra như cái bóng điện ấy. Thì bây giờ cái tâm thức của mình nó sinh lên ở các căn. Nếu bây giờ mà mình mở bung các căn ra thì cái tâm của mình nó có loạn lên. Và bây giờ mình thu thúc nó lại thì giống như là mình đóng nó lại, mình không cho nó
sinh khởi một cách thái quá nữa, thì cái tâm nó định tĩnh trở lại. Chó căn ạ, nó có cái chức năng đấy, ví dụ nhìn, đấy là một cái chức năng của mắt. Tai có chức năng là nghe, mũi có chức năng ngửi, lưỡi có chức năng nếm, thân có chức năng là xúc chạm. Ý nó có một cái chức năng đó là suy xét, suy nghĩ. Thì đấy là cái chức năng của sáu xứ, trạng thái của, biểu hiện là trạng thái của các căn môn. Nó biểu hiện ra, sáu xứ này nó biểu hiện ra ở trên sáu căn. Ví dụ như mắt mình đang nghe, thấy, tai mình đang nghe, thì đấy là cái sự biểu hiện của sáu xứ. Và nhân gần của nó là danh và sắc. Đấy, nhân gần của sáu xứ này. Đấy, danh ở đây là các tâm sở, còn sắc ở đây gọi là cái sắc căn, ví dụ nhãn tịnh sắc, thì là nhân để cho cái nhãn thức nó sinh lên. Thì sáu xứ ở đây nó là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu thức xứ. Sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sáu thức xứ là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì danh sắc nó sẽ là nhân cho thức xứ. Danh là tâm sở, sắc là cái sắc nghiệp ở trên các căn, làm nhân cho cái thức ở các cái căn của nó sinh khởi. Rồi đến một cái nhân nữa, đó là xúc, tiếp xúc. Ví dụ như là bây giờ mắt nó tiếp xúc với cảnh trần, tai tiếp xúc với âm thanh, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với sự xúc chạm. Xúc ở đây nó có một cái chức năng là kết nối căn cảnh thức, và căn cảnh thức gặp nhau thì nó sinh ra cái sự tiếp xúc, và cái nhân của nó là sáu xứ. Thì tất cả mọi cái mà mình sống ở trong cái cuộc sống này, xúc ở đây nó cũng được cho là một trong những cái thức ăn của tâm. Xúc thực ví dụ như là bây giờ con mắt của mình, bây giờ mình ăn là để nuôi thân, đoạn thực là để nuôi thân, nhưng mà xúc thực là để nuôi cái gì? Xúc thực là để nuôi tâm. Ví dụ bây giờ cái con mắt nó sẽ đói sắc, nó đi tìm sắc nó ăn. Cho nên là bây giờ người ta phải tạo ra nhiều những cái cảnh đẹp ấy. Vì người ta biết được rằng là con người ta ăn no rồi, nó không còn nhu cầu cho cái thân nữa, thế nó sẽ có nhu cầu cho con mắt. Cho nên là cái lúc mà đói thì người ta có cần cho mắt ăn không? Cho thân ăn trước, hoặc là đoạn thực. Con cháu lại thức ăn đoạn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Khi mà một cái người mà no đủ rồi thì sẽ thích làm đẹp. Thấy không? Mình trước là gọi là ăn no và mặc đẹp. Vậy thì cái, nó sẽ đi tìm cái cảnh có người chú trọng ăn ngon là cho đoạn, cho thân ăn. Có người chú trọng là làm đẹp để cho mắt ăn. Nhưng mà có cái người là chú trọng là đi nghe những âm thanh hay, thì bắt đầu đi tìm kiếm âm thanh, đấy là cho tai ăn. Cho tai ăn là vậy đấy, có người mà một ngày không nghe nhạc cũng chịu được ấy. Hoặc là có những cái người thì thích nghe những cái lời khen ngợi tán thán. Ví dụ mấy ông vua mà ngày nào cũng được tung hô bạn tuế là ông hoan hỉ lắm đấy, ông không cần ăn cũng sống. Người về đầu nào cũng nghe ăn cái âm thanh đấy, là xúc thực là vậy, xúc thực, thức thực. Vậy có người thì chỉ thích người mùi thơm nên là phải xịt nước hoa cho nó thơm. Có người thì thức tiếp xúc về cái cảnh của vị, thì nó có nhiều cái cảnh gọi là xúc. Vậy thì đấy, nó cái tâm xúc này nó cũng là một cái mà căn cảnh, nó phải có cái sự tiếp xúc. Cái tâm là nó phải có cái sự tiếp xúc. Nhưng bây giờ một ngày mình không cho cái tâm nó tiếp xúc với cảnh trần, nó có chịu rồi không chịu. Bây giờ cho mình nhốt mình trong bóng tối một ngày một đêm, 10 ngày 10 đêm, có chịu rồi đấy, có thể sẽ không chịu nổi. Nếu bây giờ cứ nhốt mình ở trong một cái hang, không cho mình làm cái gì hết, là mình sẽ làm sao? Mình sẽ dần dần mất hết trí, bởi vì tâm nó không được tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà với một cái người mà biết tu tập ấy, nhốt mình sẽ cho tâm nó tiếp xúc với đề mục thiền ấy, thì là nó sẽ sinh khởi ra trí tuệ. Còn cái người mà người ta không có biết cái cách luyện về cái ý, luyện tu tập về tâm ấy, mà nhốt người ta sẽ không biết làm gì, người ta không tìm được cái món ăn cho tâm là người ta chết rồi. Chết rất nhanh, cho nên người bắt người ta đi tù mà giam trong ngục, cho nên người ta chết nhanh đó. Nhưng mà cho người ta đi làm, xong rồi cho người ta lao động, người ta không chết.
kể cả lao động khổ sai thì nó không chết, mà cứ nhốt ở trong hang mình sẽ chết. Còn cái người tu tập thì nhốt ở trong hang không chết, bởi vì mình cho cái tâm của mình nó tiếp xúc với cảnh pháp. Người ấy biết cách tu tập thì không chết, người khác người ta không biết cái cách rèn luyện tâm thức thì người ta không được tiếp xúc và chết. Vậy cái đấy nó là một cái pháp nữa, gọi là xúc. À, lục nhập duyên cho xúc, lục nhập là duyên cho cái căn, cái cảnh. À, nó luôn luôn là phải có cái sự hỗ trợ của cái tâm xúc này, tiếp xúc với cái cảnh trần. Từ cái xúc này nó mới sinh ra thọ. Thọ quy định là thọ có nghĩa là cái sự trải nghiệm. Thọ là khai thác các cái khía cạnh của cảnh. Thọ ở đây nó có thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, thọ yêu và thọ sạc. Và nhân gần của thọ là xúc. Bởi vì tiếp xúc với cái cảnh đấy thì có cái cảnh tốt, có cảnh xấu, có cảnh mình ưa, có cảnh mình ghét, có cảnh mình vui mà có cảnh nó khiến cho mình buồn. Có những cái mình tiếp xúc khiến cho mình hoan hỷ, có cái khi mình tiếp xúc rồi mình sẽ khiến cho mình buồn phiền. Cho nên là đấy là gọi là cảm thọ. Thọ thì là do cái sự tiếp xúc nên nó sinh ra. Cho nên là bây giờ cái người ta thích trải nghiệm, thích có nhiều cái niềm vui thì người ta phải đi tìm những cái cảnh gì mà nó khiến cho tâm được vui. Và người ta sợ những cái cảnh gọi là hỷ khổ yêu, cho nên là người ta cứ luôn luôn phải đi trốn tránh những cái cảnh, những cái cảnh mà nó đưa đến sự hỷ khổ yêu. Vì vậy cho nên là người sống ở trên đời, người ta cứ phải lựa chọn cái cảnh này và tránh cái cảnh khác, lựa cảnh này tránh cảnh khác. Thì tất cả cái thọ này nó sinh ra là do cái sự tiếp xúc ấy. Ví dụ như là mình tiếp xúc với người nào mà mình cảm thấy vui, lần sau mình sẽ đi tìm người đó để tiếp xúc. Mà tiếp xúc với người nào rồi mà mình cảm thấy nó buồn phiền, nó trái ý nhau, rồi cứ gặp nhau là ghét nhau, cãi chửi nhau ấy, thì là lần sau mình sẽ tránh người đấy, không muốn gặp người đấy nữa. Cũng vậy, bây giờ mình đi đến đâu mà mình thấy cái cảnh nào mình cảm thấy yêu thích, lần sau mình sẽ tìm đến đâu. Đi đến đâu mình cảm thấy buồn phiền chán nản thì lần sau mình sẽ tránh ở đấy đó nữa. Thì đấy là từ cái cảnh nó có cái sự tiếp xúc mà nó sinh ra các cảm thọ vui buồn này. Vậy thọ sinh là do sự tiếp xúc. Vậy thì cái người nào mà tôi nhiều cái nỗi khổ quá, lúc nào cũng buồn phiền, thế hàng ngày tiếp xúc với cảnh như thế nào, tôi phải sống với những cái người ta khó tính, suốt ngày người ta dằn vặt, người ta bắt bẻ lỗi lầm, người ta chỉ trích làm cho tôi lúc nào buồn phiền, và chứ tránh đi, đừng tiếp xúc với người đấy nữa, mà tìm đến những người hiền lành, những người vui vẻ, những để mà tiếp xúc, cứ phải đi chơi những người đó để mà tiếp xúc. Thì đấy là cảnh này, cái người đấy chính là cảnh này. Còn có người bảo tôi luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, mà tại sao được vui vẻ? Vì những cái người bên cạnh tôi toàn là những cái người tốt, luôn làm cho tôi vui. Đấy đấy chính là cái sự tiếp xúc, cái cảnh tốt. Thì cái cảnh là vậy, nó sinh ra do mình tiếp xúc với cảnh mà nó có những cái cảm thọ khác nhau. Nhân gần của thọ là do xúc. Vậy là mình sẽ biết được mình vui, mình buồn, mình khổ, mình nản là do mình tiếp xúc với cái gì. Vậy thì mình sẽ chọn cảnh để mà tiếp xúc, cái cảnh nào đáng tiếp xúc, cái cảnh nào phải đáng tránh xa. Và cái chi nữa là ái, tan nha, ái. Ái là ưa thích, ái là dẫn đến khổ, ái là không thỏa mãn. Và nhân của ái là thọ. Ái ở đây có nghĩa là mình bị dính mắc một cái gì đó, mình ưa thích một cái gì đó là ái. Bây giờ có rất là nhiều cái mà mình ưa thích, mình tham ái với cái gì đó đẹp là mình ái. Thấy mắt mình mở mắt là mình nhìn thấy cái gì đẹp là mình sẽ ưa thích cái đấy, thì đấy là ái. Mình nghe thấy âm thanh gì mình ưa thích đó là ái. Mình ngửi thấy mùi gì mình ưa thích là ái. Mình ăn gì mình thấy ngon thì đấy là ái. Mình tiếp xúc cái gì mà mình cảm thấy nó dễ chịu thì đấy là ái. Vậy thì ái là ái với lại năm cái cảnh trần ở bên ngoài, gọi là ưa thích năm cái cảnh này. Gọi là ái với năm uẩn của mình. Mình ưa thích sắc của mình, ưa thích sắc thọ tưởng hành thức của mình. Ái với năm uẩn ở bên trong, với năm uẩn ở bên ngoài, mình ưa thích một người khác, đó cũng là ái với năm uẩn. Cái tham ái này thì nó có rất nhiều đối tượng để cho nó khởi lên, nó có rất nhiều cái sự dính mắc đối với cái cảnh trần ở bên ngoài.
Ái nó có cái chức năng dẫn đến khổ. Ái dẫn đến khổ. Tại sao ái lại dẫn đến khổ? Ái là một cái sự ưa thích. Ái nó dẫn đến cái khổ. Là cái khổ này là cái khổ gì? Tức là ái nó dẫn đến cái khổ sinh tử. Ái nó dẫn đi luân hồi. Ái nó dẫn đi sinh tử, dẫn đi luân hồi sinh tử ấy. Cho nên được gọi là ái là duyên cho ái nó dẫn đến cái nỗi khổ này. Ví dụ mình ưa thích một cái gì thì mình sẽ cố gắng và để mình được thưởng, mình sẽ cố gắng để nắm giữ được cái đó. Thì ái nó có cái khuynh hướng cho mình có cái sự dính mắc, tức là tầm cầu cái đấy. Mình ưa thích cái gì thì mình sẽ mong cầu cái đấy. Và ở trên đời này mình mong cầu rất nhiều thứ, mình mong cầu cái này, mong cầu cái kia. Thì những cái mong cầu ấy nó sinh lên là do ái. Nhưng mà có phải là cái gì mình cầu cũng được không? Có cái mình không cầu cũng được, mình cầu nó không được. Mà cầu được rồi thì nó có ái nó có hết không? Nó lại ái tiếp. Mình cầu được rồi cái ái nó lại tăng lên. Cho nên là ái nó cứ dẫn đến cái khổ như vậy. Ái nó có thể làm cho mình tạo những cái ác nghiệp để mình đạt được cái mà mình đang ưa thích đấy. Ái nó cũng có thể khiến cho mình tạo thiện nghiệp để mình đạt được cái mình ưa thích đấy. Vậy ái nó có thể làm nhân cho cả một cái điều thiện, và ái nó cũng có thể làm nhân cho một cái điều bất thiện. Ví dụ như là ái nó có, mình ưa thích một cái gì đó, mình mong muốn đạt được nó. Ví dụ như là mình bây giờ mình muốn có cái nhà đẹp, xong là mình sẽ đi làm những cái việc như là đi ăn trộm để có tiền để mua, hoặc là đi sát sinh, hoặc là đi ăn trộm ăn cướp. Nó cũng đấy, nó cũng từ cái ái bắt đầu nó sinh ra cái ác nghiệp. Có thể là từ ái nó sinh ra thiện nghiệp. Bây giờ có người bảo rằng là mình muốn sống lâu sắc đẹp, ăn vui sức khỏe trí tuệ, hay là muốn sinh về cõi trời hoặc cõi người để hưởng cái phước báo giàu sang. Thì mình nghe cái vậy mình sẽ khởi lên cái sự thích thú đối với những cái phước báo đấy. Thì mình sẽ ái cái phước báo đấy và mình sẽ làm nhiều việc thiện. Hay thì ái nó có thể khiến cho mình làm việc thiện, ái nó có thể khiến cho làm nhân cho việc bất thiện. Cho nên ái nó dẫn đi luân hồi, ái nó dẫn đến khổ đau. Ái nó là một cái biểu hiện là nó không thỏa mãn. Đó là nó đạt được rồi nó không hài lòng, đạt được rồi nó vẫn cứ mong cầu nữa. Ví dụ như bây giờ mình có những cái mình mong cầu, mình thử nghĩ mà xem có khi nào mình thỏa mãn không. Mấy cái người mà trúng xổ số rồi bảo thôi từ nay thì đừng có chơi nữa nhé, có chịu không? Có chứ, phải tiếp tục đánh, trúng số độc đắc rồi, nhưng mà mai biết đâu mai trúng cái nữa chăng. Giống như vậy, mấy người đánh cờ, đánh bạc hay đánh nô, đánh đề nó cũng thế. Mà thôi, tôi chỉ cần đánh trúng được một cái là lần sau sẽ thôi. Nhưng mà khi trúng được rồi có dừng lại không? Nó không dừng lại, bởi vì ái nó thế, ái cái người mà không có tham ái thì người ta sẽ thỏa mãn, người ta dừng lại. Còn cái người có tham ái thì người ta sẽ không dừng lại, người ta tiếp tục đạt được rồi lại còn muốn đạt được nữa cơ. Ái nó không thỏa mãn. Và cái nhân sinh ra ái đó là thọ, cái thọ này, thọ hỉ, thọ yêu, thọ khổ đấy, là những cái nhân mà nó sinh ra ái. Ví dụ như là một cái mà mình được hài lòng thỏa mãn, mình có cái tâm hoan hỉ đấy, thì mình sẽ ghi nhớ cái niềm vui, nó sẽ làm cho mình nhớ mãi và mình sẽ tham ái và mình dính mắc. Khi mà mình gặp một cái gì đó mà bất hạnh, mình gặp những cái nỗi khổ ấy, thì lúc đấy mình sẽ khởi lên cái tâm đề phòng cao độ đó, khởi lên cái tham ái đối với cái tự ngã của mình, bảo vệ cái tự ngã của mình. Nó có sự tham ái. Ví dụ như là bây giờ mình làm một cái, bảo mình làm một cái việc tốt, nhưng mà mình làm thì nó lại vất vả, mình không muốn làm mà làm nó khổ quá, thì đấy gọi là thọ khổ. Thọ khổ làm cho mình sợ, vì mình không dám làm, vì mình tham ái đối với lại cái bản thân này, cho nên mình sợ cái khổ. Hay là một cái gì đó là một cái niềm vui và mình cảm thấy ưa thích thì cái niềm vui đấy thì cũng là tham ái, và mình luôn luôn chạy theo cái niềm vui đấy. Vậy cho nên là nó có cái trạng thái ái nó dẫn đến cho mình là luôn luôn chạy theo những cảnh mình ưa thích và luôn luôn trốn tránh những cái cảnh mà mình không ưa thích. Cái chi nữa đó là thủ. Thủ ở đây là chấp thủ.
ở đây thủ là một cái sự nắm giữ, thủ là một cái sự không buông bỏ, thủ là một cái sự cố chấp, và nhân gần của thủ là tham ái. Thủ ở đây có nghĩa là mình cố thủ một cái gì đó, mình cố tình bảo vệ một cái quan điểm của mình, và mình cho rằng nó là đúng, cho một cái gì đó sai mà mình cho là đúng, mà mình cương quyết bảo vệ cái sai đấy, mình cho là đúng, thì cái đấy được gọi là chấp thủ. Cái người này là cố thủ, cố chấp, dù người khác có nói gì người ta cũng không thay đổi cái chủ trương, cái quan kiến của người ta. Thế cho nên nó có những cái gọi là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Nên có bốn cái là chấp thủ như vậy. Có người thì chấp thủ vào các cái ngũ dục, người ta ưa thích những cái ngũ dục, cái cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, và người ta cho là cuộc đời phải hưởng thụ những cái đấy là hạnh phúc, cái đấy gọi là chấp thủ. Tà kiến thủ, người ta những cái sai mà người ta cho là đúng. Cái sự một cái chấp thủ mà cố chấp khó gỡ bỏ nhất đó là chấp vào thân năm uẩn, ngã chấp. Ngã chấp thủ sắc này là tôi, thọ cộng hành thức này là của tôi, là tự ngã của tôi. Người ta chấp vào cái thân tứ đại này, người ta cho là cái tự ngã của chính mình. Thì đấy được gọi là người đấy có cái tính chấp thủ. Cái nhân gần của chấp thủ là tham ái. Bây giờ mình thử xem là mình có cái chấp thủ hay không. Thì cái gì mà nó có cái sự tham ái rất là mạnh mẽ thì cái đấy nó là chấp thủ. Ví dụ như là cái gì, cái tham ái mà nó ở cái mức độ thấp thì nó không có chấp thủ. Cái tham ái mà nó ở cái mức độ cao là nó có chấp thủ ở trong này. Nhưng mà mình ưa thích một cái gì, nó mình ưa thích vừa vừa thôi, thì ông cha ví dụ mình đi mình nhìn thấy một cái cảnh gì đẹp thì đấy là mình cảm thấy thích, mình cũng ở cái cảnh này công nhận đẹp thật. Nhưng mà sau đó mình lại tiếp tục bước đi không ngoái lại nữa. Nhưng mà mình đến một cái chỗ nào mình thấy một cái cảnh quá đẹp, mình không thể nào mà kiềm chế được, mà ta nhất định là phải đạt được cái này. Ví dụ mình nhìn thấy một cái gì đó đẹp, ta nhất định bây giờ phải tậu được cái này. Thấy một cái quần áo đẹp là nhất định ta phải mua cái này về để xài. Thì đấy là vì mình quá ưa thích, cho nên là mình phải nắm giữ được nó, mình phải chiếm đoạt được nó. Thì đấy gọi là chấp thủ đấy. Thủ thì là mình phải cố gắng cố chấp vào cái đấy, mình không thể rời bỏ nó được. Thì đấy được gọi là chấp thủ. Ví dụ như là bây giờ có một cái cảnh gì đó mình cũng ưa thích, nhưng mà có người khác đến xin mình cho. Nhưng mà có những cái ưa thích mà người khác đến xin mình không thể cho được. Thì cái đấy được gọi là cái mà mình không thể cho được, cái đấy gọi là chấp thủ. Mình chấp thủ, mình không thể là từ bỏ được cái đó. Tức là mình quá yêu quý cái gì đó thì được gọi là chấp thủ. Vậy đấy là cái trạng thái của chấp thủ. Nên bây giờ mình yêu thích cái gì mình không thể từ bỏ được. Bây giờ có cái gì mà khiến cho mình quá yêu thích không thể từ bỏ được. Thì đấy được gọi là chấp thủ. Mình chấp thủ nhiều, chấp thủ rất là nhiều cả. Nhưng mà những cái đấy cuối cùng nó có bỏ mình không? Nó bỏ tôi thì bỏ, chứ tôi không bỏ được nó. Thì đấy là chấp thủ. Bây giờ cái thân của mình không thể bỏ được, nhưng mà cuối cùng nó bỏ mình, nó đi. Thì đấy được gọi là chấp thủ. Từ cái thủ này nó sẽ duyên cho nghiệp hữu. Hữu là một cái nghiệp lực tiềm tàng để dẫn đến tái sinh. Cứ cái người nào có cái sự chấp thủ thì cái người đó sẽ có tái sinh. Người nào có cái sự chấp thủ là người đó sẽ tạo thành nghiệp hữu để đi tái sinh. Hữu là nghiệp và quả của nghiệp. Hữu là thúc đẩy dòng tái tục. Nghiệp hữu có cái biểu hiện là thiện ác và bất định, và nhân ẩn của nghiệp hữu chính là chấp thủ. Thì tất cả những cái hành động của mình đấy được gọi là sankhara, là tạo nghiệp. Và khi mình tạo nghiệp, mình có cái chấp thủ ở trong đấy thì nó mới tạo thành cái hữu, tạo thành cái sự tái sinh. Ví dụ bây giờ một cái người có cái sự chấp thủ về cái thân năm uẩn này, và mình ước muốn những cái điều gì đó ở tương lai. Ví dụ trong tương lai có những người thì mình ước muốn sinh trở lại làm người, có người ước muốn sinh thiên giới, thì tất cả những cái đấy nó đều là chấp thủ ở trong đấy. Thì có cái sự chấp thủ đấy thì những cái nghiệp hữu đấy nó sẽ có cái khuynh hướng theo cái chấp thủ của mình. Nếu cái người nào mà có cái sự chấp thủ những cái điều mà liên quan đến cái nhân gian này,
thì tất cả những cái nghiệp hữu của mình nó sẽ khuynh hướng trở lại nhân gian. Ví dụ như là có người người ta không có cái niềm tin là có cõi thiên giới hay là có cái sự giải thoát niết bàn gì cả. Người ta cứ nghĩ là tôi đời này sống ở trên đời thì cứ biết đời nay, còn đời sau đời trước thì mình không biết thì không cần quan tâm. Thì cái người đấy sẽ có rất nhiều cái chấp thủ ở đời này. Người ta sẽ chấp thủ vào tiền tài, danh vọng, nhà cửa, bà con thân quyến thuộc, chấp thủ vào cái thân năm uẩn của mình. Thì tất cả những cái nghiệp của họ tạo nó sẽ khuynh hướng vào cái sự chấp thủ này. Nếu như họ tạo những cái thiện nghiệp thì những cái thiện nghiệp đấy nó sẽ tích lũy lại và nó trở thành cái nghiệp hữu tiềm tàng và nó sẽ trổ quả, kiếp sau có thể là trở lại làm người. Còn nếu như cái ác nghiệp mà người đó đã tạo thì nó sẽ tiềm tàng, nó sẽ xui khiến cho người đó sinh xuống cái cõi khổ trên địa ngục quỷ súc sinh. Còn có một số người thì có cái niềm tin là có những cái cảnh giới, có như có cái cõi trời, có cõi chư thiên, có những cái cõi mà cao thượng hơn cõi người này. Thì người ta có cái sự chấp thủ về các cõi thiên giới. Thì tất cả những cái hành động mà người ta tạo tác mà nó có thể tương ứng được với cõi thiên giới thì bắt đầu nó sẽ có cái khuynh hướng về thiên giới. Thì những cái nghiệp đấy người ta sẽ trổ quả ở cái thiên giới ở tương lai. Và nếu như cái ác nghiệp mà người ta tạo thì nó vẫn có cái khuynh hướng về những cõi khổ. Còn những cái thiện nghiệp người ta đã tạo thì nó sẽ có cái khuynh hướng về các cái cõi cao hơn cõi người. Thì đấy được gọi là nghiệp hữu. Nghiệp hữu là cái khuynh hướng này. Thì cái nghiệp hữu đấy nó đi theo cái sự chấp thủ, là cái người đó chấp thủ vào cái cõi sống này, chấp thủ vào cái cõi sống trở lại làm người thì sinh lại làm người, chấp thủ vào cõi sống chư thiên thì sinh làm chư thiên. Nhưng mà có những người người ta lại có những cái chấp thủ lại có những cái chấp thủ rất là hạ liệt. Ví dụ như là có những người người ta khởi lên cái tâm ưa thích được bay ở trên trời hay thích được bơi dưới nước như chim chẳng hạn. Người ta ưa thích như vậy thì đấy là người ta có những cái chấp thủ. Cái chấp thủ đấy nó sẽ khuynh hướng cho cái người đấy. Nếu như mình tạo cái nghiệp tương ứng để sinh làm chim, người đó sẽ sinh làm chim. Người đó có cái khuynh hướng mà phải sinh vào cái loài thủy tộc thì nó sẽ sinh xuống dưới thủy tộc tôm cua đấy, sinh làm cái loài cá để nó bơi dưới nước ấy. Nó theo cái khuynh hướng chấp thủ của mình. Ví dụ như là cũng là cái ác nghiệp, tại sao có người tái sinh làm những cái loài chim bay trên trời, tại sao có chúng sinh lại tái sinh xuống những cái loài chim cá, cái loài tôm cá ở dưới nước, tại sao có những cái loài chúng sinh thì lại sinh vào những cái loài chúng sinh chạy trên mặt đất. Vì cái khuynh hướng chấp thủ nó khác nhau, cái tham ái, cái chấp thủ nó có những cái khuynh hướng khác nhau. Cho nên là bây giờ nếu như cái người đó tạo những cái ác nghiệp mà có cái người đó có cái khuynh hướng ưa thích, ví dụ người đó ưa thích được bay bổng thì nó sẽ khiến những cái bất thiện nghiệp đấy nó sẽ khiến cho cái chúng sinh đấy sinh làm cái loài chim chóc. Nhưng mà có một số người ưa thích và chấp thủ vào cái trạng thái bơi nổi dưới nước thì nếu như cái ác nghiệp đấy nó trổ quả thì nó khiến cho những cái chúng sinh đấy làm những cái loài sống dưới nước. Có những người thì ưa thích là đi ở trên mặt đất này thôi thì nó sẽ thúc đẩy cho cái dòng tái tục đấy là tái sinh trở lại làm những cái loài sống ở trên mặt đất này. Còn cái thiện nghiệp thì nó sẽ thúc đẩy cho những cái chúng sinh đó hoặc là trở lại làm người hoặc trở lại sinh lại làm chư thiên. Ví dụ như có những người tạo rất nhiều thiện nghiệp, rất nhiều thiện nghiệp, nhưng vị đó không có cái khuynh hướng về chư thiên thì cái vị đó chỉ sinh trở lại làm người thôi. Vì vị đó không có cái chấp thủ vào thiên giới, vị đó chỉ có chấp thủ vào cõi nhân gian, thì những cái thiện nghiệp đấy nó sẽ thúc đẩy cho vị đó tái phục trở lại làm người. Nhưng có những người người ta tạo rất ít thiện nghiệp, người ta chỉ tạo được một chút xíu thiện nghiệp thôi, nhưng người ta lại có cái khuynh hướng về thiên giới, thì lúc đấy người ta chết người ta vẫn có thể tái sinh về thiên giới được. Thì cái khuynh hướng của cái sự chấp thủ nó khác nhau. Cho nên cái nghiệp hữu nó sẽ hướng cái tâm thức của cái người đó đi theo cái sự chấp thủ này. Cho nên là một cái người mà phân biệt được cái pháp duyên khởi thì người đó cũng sẽ thấy được cái kiếp tương lai của mình nó đi về đâu. Tức là người ta nương vào cái dòng tâm thức, cái pháp duyên khởi
không người ta sẽ biết được các nghiệp ở trong quá khứ đã tạo, và người ta cũng sẽ biết được những cái nghiệp mà tương lai, những cái quả ở tương lai người ta sẽ sinh về cái cõi nào. Đó là cái pháp quán duyên khởi, người ta thấy được ba đời quá khứ hiện tại vị đang. Thì cái sự chấp thủ đấy nó dẫn đến tái sinh, nó dẫn đến cái dòng tâm tại tục tái sinh. Sinh là sự đi tái sinh, sinh là mở đầu cho một kiếp sống mới, sinh là sự xuất hiện của danh sắc tục sinh, sinh cái nhân gần của sinh là do nghiệp hữu. Thì từ cái sự chấp thủ này nó dẫn đến cái nghiệp hữu này, nghiệp hữu. Nghiệp hữu là cái sự khuynh hướng của cái nghiệp ấy nó sẽ hướng về đâu. Cái nghiệp hữu này là thiện thì sẽ sinh về cõi thiện, nghiệp hữu ác thì sinh về cõi ác, do cái thúc đẩy cái dòng đấy. Và nó dẫn đến cái sự tái sinh. Tái sinh là cái sự đi luân hồi, tái sinh trong một kiếp sống trong. Ví dụ như là tái sinh là mở đầu cho một kiếp sống mới, sự xuất hiện của danh sắc tục sinh và nhân dần của tái sinh. Cái nhân vật của tái sinh là nghiệp hữu, đi tái sinh. Một cái người chết một cái sẽ đi tái sinh theo cái nghiệp hữu kia. Cái nghiệp hữu kia nó khuynh hướng về đâu thì tái sinh về đấy. Và nó mở đầu ra một cái kiếp sống mới, như là một cái người bắt đầu tái sinh vào trong bụng người mẹ. Thì cái lúc mà cái giờ phút đầu tiên là nó có cái sự xuất hiện của danh và sắc tục sinh, tâm tục sinh và cái sắc tục sinh, tâm thức tục sinh, nó sẽ xuất hiện ngay. Và cái nhân của cái sự tái sinh là nghiệp hữu. Thì cái lúc đây là cái sự mình sinh ra, tất cả chúng sinh có cái sự sinh ra. Cái tâm tục sinh này nó sinh, nó chỉ có sinh lên và nó diệt đi, sau đó nó trở lại các cái tâm bình nhật hàng ngày. Khi mình sinh ra rồi thì nó sẽ có quy luật, đó là phải già, sự già nua héo mòn đưa đến sự chết, biến mất của sự trẻ trung và nhân gần, đó là sinh. Do có sinh nên là phải có già. Già ở đây nó là cái sự già của, nó là già của tâm hay nó già của thân? Già ở đây cái mà nó có thể già được đó là chỉ có vật chất nó mới có sự già. Còn những cái gì mà nó thuộc về tâm thức nó không có sự già, nó không có cái sự mà biến dị. Còn tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất thì nó có cái sự sinh lên, nó có cái sự già đi, nó có sự trưởng thành, sinh ra, trưởng thành, biến dị và hoại diệt. Đấy, tất cả những cái thì nó thuộc về sắc pháp, nó có bốn cái sát na như vậy, đó là sinh ra, lớn lên, rồi là già đi và biến mất và chết, tức là tan hoại. Còn về tâm thức, những cái gì mà nó thuộc về tâm thức thì nó chỉ có một cái tính, đó là sinh ra. Cái tính thứ hai đó là trụ và cái tính thứ ba là diệt. Nó sinh ra một cái, nó an trú một cái rồi nó diệt mất. Những cái thuộc về tâm thức thì nó chỉ có ba cái tính chất đấy thôi, đó là sinh, trụ, diệt. Còn những cái gì mà nó thuộc về vật chất thì nó có bốn cái tính chất, đó là sinh ra, lớn lên, già và chết. Ví dụ là trên nó có sinh già, bệnh, chết là vậy, đưa đến sự chết. Chết là chấm dứt mạng căn, một người nào chấm dứt mạng căn người đó là chết, chấm dứt sự sống, vắng mặt khỏi kiếp sống, và cái nhân của đó là sinh. Do có sinh ra thì nó phải có cái sự chết đi. Sinh ra chết, và trong cái kiếp sống ấy thì nó có sầu, sự buồn phiền, sự thiêu đốt tâm, sự bực bội chán nản, và cái nhân của nó chính là cái tham ái chấp thủ bị tổn hại. Sinh ra thì nó có cái sự buồn phiền này, buồn phiền gọi là sầu bi. Cái trạng thái của nó là thiêu đốt tâm, nó giống như là một cái tâm sân. Sầu nó giống như là cái trạng thái của cái tâm sân, như mình buồn phiền một cái gì đó, ai nói một cái gì đó đụng chạm đến cái lòng tự ái của mình. Thế là cái ngày hôm đấy mình cứ buồn phiền về cái chuyện đó. Ai mình bị đó đánh, bị ai đánh một trận là mình than khóc buồn phiền. Hoặc là mình bị mất một cái gì đó, mất mát một cái gì đó, mất từ người thân, có những người thân của mình chết mất thì mình sẽ buồn, mình sẽ sầu héo, mất tiền, mất của, hay là
mất những cái gì mình ưa thích, những cái gì mình tham ái chấp thủ bị tổn thương là mình sẽ sầu. Thì Sukha là sầu. Còn một cái nữa đó là bi. Bi là than khóc, chức năng là than khóc. Bi là một sự kích động, cũng là một cái tham ái về chấp thủ của mình bị tổn hại. Bi đây được gọi là sầu bi, bi ai thảm thiết, bi ai. Thì cứ lúc nào mình cái trạng thái sầu mà lên đến cực độ thì nó biến thành bi. Ví dụ cái nỗi buồn mà nó buồn vừa vừa thì mình có khóc không? Không khóc rồi. Nhưng mà cái nỗi buồn này nó quá lớn là khiến cho mình khóc. Tức là cái sự tổn thương và mất mát nó quá lớn với mình. Thì cái người đó sẽ khiến cho cái người đó phải than khóc. Khi mà nó đã đến cái mức độ than khóc rồi thì mình còn tự chủ được đâu. Cái lúc đấy là mình không kìm chế được. Còn có ai cố tình khóc thì nó có phải là bi không? Ví dụ như là bây giờ mình có một cái người thân mà mình, một cái người mà mình rất là ghét, mà cái người đó chết đi nhưng mà mình, bây giờ mình không khóc thì người khác, người ta sẽ bảo là mình là cái người không có tốt. Mình cố tình khóc, giả vờ khóc vẫn ra nước mắt, nhưng mà nó có bi không? Nó không bi. Thế là mình giả vờ khóc thì nó không có bi. Còn cái trạng thái bi đây là mình không kìm được nước mắt nữa, mình không kìm chế được nữa, do mình đã bị tổn thất, bị mất mát những cái mình yêu quý, một cái quá lớn, một cái người mình quá yêu thương, quá yêu quý mà người ta chết, khiến cho mình không kiềm chế được, mình năn nộn bật phá ra mình khóc. Thì cái trạng thái này là trạng thái bi. Cái tham ái chấp thủ bị tổn hại cho nên có bi. Thế bây giờ một cái người không tham ái, không chấp thủ thì người đó còn có bi không? Thì cái người đó sẽ không có bi. Hết bi rồi. Cơn sầu bi thì cái trạng thái nữa đó là một cái trạng thái về khổ. Một cái trạng thái bi và một cái trạng thái là khổ. Cái như cái nỗi khổ như là cái nỗi khổ về thân ấy. Cái khổ ở đây là nếu như mà mình có cái thân của mình nó có cái trạng thái khổ, ví dụ như là mình phải tiếp xúc với những cái mà mình nó gây cho sự cái thân thể nó có cái sự tổn hại, thì mình sẽ sinh ra cái nỗi đau đớn về thân. Cũng là một cái trạng thái mà nó đau đớn thuộc về thân thể vật chất này, bi ở những khổ này, đau khổ về sự đau khổ về thân, như là mình bị bệnh tật, bị virus nó xâm nhập, hay là mình bị bắt té, hay là bị đánh đập, bị thương tổn về thân thể. Thân này nó khổ, nó có chức năng tạo nên ưu não ở người ngu. Nếu như cái người còn phiền não thì thân bệnh, tâm cũng bệnh theo. Nhưng với một cái người trí, người ta hết phiền não rồi, thân bệnh nhưng tâm sẽ không bệnh. Thì cho nên là cái thân bệnh nó sẽ tạo nên tâm bệnh ở cái người không có trí. Còn cái thân bệnh này nó không tạo nên tâm bệnh ở những bậc có trí. Ví dụ như Đức Phật vẫn có bệnh, có những lúc này vẫn bệnh, vẫn có những cảm thọ đau đớn kịch liệt thống khổ ở nơi thân, nhưng cái trạng thái sầu bi không bao giờ khởi lên. Các bậc A-la-hán vẫn có những bệnh tật, vẫn có những tai nạn, vẫn có những sự tổn hại, tổn thương đến cái phần thân thể, nhưng không bao giờ khởi lên bất cứ một cái mảnh mai sầu bi im lão nào hết. Nhưng với một cái người phàm phu hơi bệnh một tí là bắt đầu kêu rên, rồi là than thở, rồi là buồn phiền bực bội chán nản nó sinh theo. Thì cái người nào mà càng hay kêu ca, càng hay than thở về thân bệnh ấy, thì người đấy là người trí hay người ngu? Ngu nhé. Chứ người trí và có bệnh thì thấy nó bình thường, đau thì cũng nói là đau, nhưng mà không có sinh ra cái trạng thái sầu im, không có than khóc, mặc dù đau thì cũng cứ cắn răng chịu vậy. Mà cái tân tứ đạn hôm nay nó đau chứ tôi không đau, không phải là của tôi. Thân khổ, thân xúc chạm những cái không khả ái, sinh ra khổ.
Còn yêu, yêu là một cái sự đau đớn của tâm, làm cho tâm phiền muộn, làm cho tâm khổ. Cảnh khi mà mình thấy một cái cảnh không khả ái thì yêu với sầu thì cái nào nó mạnh hơn? Yêu với sầu, yêu ở đây nó là một cái nỗi mà nó sâu lắng ở trong tâm thức. Nó là một cái trạng thái mà dai dẳng, tức là một cái nỗi buồn khổ ở nơi tâm thức mà nó cứ kéo dài và nó dai dẳng mãi mãi. Cho nên là cái làm cho cái người đấy nó trở nên bị biến dạng cả về tính cách. Ví dụ có một cái người mà trước kia người đó rất là vui vẻ, sống rất là hồn nhiên, tự tại, vô tư. Thế mà từ cái ngày cái vị đó sống ở trong một cái môi trường ấy, một cái môi trường mà luôn bị những cái người khác chèn ép, bị những cái hoàn cảnh xung quanh nó, tức là gặp rất nhiều những cái chuyện éo le, buồn phiền, bực bội. Hay là cái người đó từ cái ngày trở lại bị thất tình, bị phản bội, hay là bị mất mát một cái gì đó. Và cái người đó tự nhiên không bao giờ cười nữa. Có người nào vậy không? Thì cái người đó rơi vào cái trạng thái này bị yêu rồi, bị mất cái hỉ. Cái hỉ nó mất thì nó chỉ còn lại một cái yêu ấy. Lúc nào nó cũng buồn, cái buồn nó, cái trạng thái mà u sầu ấy. Bởi vì cái người này luôn luôn gặp những cái chuyện buồn phiền, mà cái chuyện buồn phiền ấy nó cứ hết cái chuyện này đến chuyện khác. Và nó làm cho khi người đó bị sống trong cái trạng thái buồn phiền một thời gian dài rồi là bị đó chấp nhận cái buồn phiền đấy luôn, chấp nhận là cái buồn phiền đấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta luôn. Rồi là lúc nào cái mặt cũng nhăn nhó, lúc nào cái tâm trạng cũng sầu khổ, lúc nào cái người đó cũng buồn phiền và không bao giờ còn thấy lại được cái sự vui vẻ của người đấy nữa. Thì cái trạng thái đấy nó trở thành yêu ấy, sầu, bị yêu tư, lúc nào cũng yêu tư như vậy. Thì cái trạng thái này là cái mức độ khổ cao hơn. Ví dụ cái người nào mà có cái than khóc nhiều đó, ngày nào cũng khóc thì dần dần nó biến thành cái người yêu này. Yêu này lúc nào cái tâm trạng lúc nào cũng là khổ não, nói là những cái lời nào cũng là những cái lời kêu ca than thở, oán giận trách móc. Còn một trạng thái nữa là trạng thái não. Não đây là một cái trạng thái ảo não. Ảo não là một cái trạng thái rất là sầu khổ của tâm. Cái trạng thái ảo não này nó thiêu đốt tâm can. Một cái trạng thái là thất vọng chán trường. Cũng là một cái tham ái chấp thủ nó bị tổn hại. Đấy là một cái trạng thái ảo não. Ví dụ như là một cái người này người ta mất mát một cái gì đó quá to lớn. Quá to lớn cho nên là người ta trở thành cái tâm não, cái tâm ảo não, tâm trạng, một cái tâm trạng ảo não. Ví dụ như là bây giờ một cái người ta có những cái mối oán thù rất là nặng. Ví dụ như là có một cái người mà người ta bị một cái người khác người ta vu oan giá họa, người ta đến người ta chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt người thân, và lúc đấy cái người này sẽ sống trong cái trạng thái gì? Chống trong một cái trạng thái rất là ảo não, rất là sầu khổ. Và cái người này sẽ luôn ở trong cái trạng thái gọi là trạng thái báo thù, cái trạng thái sân hận, phải muốn báo thù, muốn vùng lên, muốn tìm cơ hội để trả đũa. Thì đấy là cái trạng thái được gọi là não. Não thường thường nó gọi có chỗ gọi là não, là cái tâm não hại. Nên là cái người mà người ta có cái tâm oán hận rất là lớn ở trong lòng. Ví dụ như là có một cái người nào mà gây cho một cái người khác một cái sự ức chế rất là lớn, một cái oán thù rất là lớn, và cái người mà người ta bị thiệt hại đấy, người ta nuôi cái tâm mà thù hận rất là sâu vào trong lòng, thì cái tâm đấy được gọi là cái tâm ảo não ấy.
tâm não hại. Thì sống ở trên đời nó có những trạng thái như vậy, sầu bi sinh ra là nó có, nó phải có già, sinh ra nó phải có chết, sinh ra rồi thì nó phải có sầu, có bi, có khổ về thân và có khổ về tâm. Nó khổ về tâm là yêu, và có cái trạng thái này là cái trạng thái não ấy. Thì nó tùy theo cái mức độ, cái nghiệp của từng người. Có những cái người thì có những cái trạng thái phiền não nó yếu, có những cái trạng thái phiền não nó mạnh. Thì trong tất cả những cái trạng thái phiền não thì cái trạng thái phiền não về ảo não này là lớn nhất. Ảo não này lớn nhất, đó là một cái tâm oán hận, một cái tâm thù hận, một cái trí báo thù thù hận này. Thì được gọi là cái tâm não này. Thì đấy là các cái chi phần của duyên khởi, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái, thủ hữu sinh, não tử, sầu bi khổ yêu não. Anh nó gọi là 12 cái chi phần của duyên khởi. Thì mỗi một cái chi phần nó có những cái đặc tính như vậy, mỗi cái chi phần nó có những cái chức năng khác nhau, có cái biểu hiện khác nhau và có cái nhân khác nhau của 12 chi phần. Rồi sau đó những cái chi phần đó nó làm nhân, làm duyên cho nhau. Những cái chi phần nó làm nhân duyên cho nhau, ví dụ như là vô minh nó làm duyên cho hành. Còn hành thì nó có cái chức năng nó làm duyên cho thức, thức thì nó làm duyên cho danh sắc, danh sắc thì làm duyên cho lục nhập, lục nhập làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thụ, thụ duyên cho hữu, hữu duyên cho sinh, sinh duyên cho già, chết, sầu bi, khổ yêu não. Đó là nhờ một cái chuỗi khổ đau sinh tử. Chuỗi khổ đau sinh tử là như vậy. Là do vô minh sinh cho nên hành sinh, do hành sinh nên thức sinh, do thức sinh nên danh sắc sinh, danh sắc sinh nên lục nhập sinh, do sự sinh cho nên xúc sinh. Cứ như thế, đấy là cái sự hỗ tương, tương quan và cái nhân duyên cho nhau. Cái này làm nhân cho cái kia sinh nên, cái này làm duyên cho cái kia sinh nên. Ví dụ như là cái nhà này nó được sinh nên là do các cái yếu tố nhân duyên, ví dụ như là gạch, đất, đá, xi măng, rồi là sắt thép. Đấy là những cái nó yêu, những cái yếu tố nhân duyên hỗ trợ cho nhau, để cho cái này nó hỗ trợ cho cái kia sinh lên. Ví dụ như là một cái cây nó mọc lên, nó có cái sự hỗ trợ, nó có cái nhân từ hạt giống này, nó có cái sự hỗ trợ của đất nước, của ánh sáng, của phân bón, của tất cả những yếu tố khác nó sinh lên. Thì các cái thân năm uẩn của mình cũng thế. Nó sinh lên nó cũng nhờ những cái yếu tố nhân duyên, cái này làm nhân cho cái kia, làm duyên cho cái kia nó sinh lên. Để thì quán ra cái tính chất duyên, nhân duyên của nó, mình phải quán để thấy ra cái tính chất nhân duyên của nó để mà phá vỡ nó. Vậy duyên ở đây có nghĩa là một cái sự tương tác và hỗ trợ cho nhau. Nếu như không có vô minh thì không có hành, không có hành thì không có thức, không có thức thì không có danh sắc. Cũng vậy, nếu mà không có đất nước, ánh sáng thì sẽ không có cây cối. Cũng vậy, nếu như cái nhà này mà không có sắt thép, xi măng thì nó sẽ không có thành cái nhà. Cái này nó phải hỗ trợ cho cái kia, nó phải đầy đủ các cái nhân duyên. Nếu mà nhân duyên mà thiếu thì cái quả nó sẽ bị khiếm khuyết, nó không được đầy đủ, nó có thể nó sẽ không thành tựu. Vậy thì một cái nó không thể sinh ra, nó không thể tạo được cái gì cả, mà nó phải có cái sự hỗ trợ của những cái khác. Như vậy, một người mình không thể tạo ra được một cái xã hội, mà mình phải có rất nhiều con người cùng hợp tác lại, tạo tác lại mới ra một cái xã hội. Ví dụ như là bây giờ một ông vua, ông ấy sống ở trong rừng thì ông còn được làm vua đâu, sống một mình trong cái hang thì bắt một ông vua cho vào hang nhốt thì ông còn làm vua. Nhưng mà ông sống ở trong xã hội thì ông làm vua. Vậy thì cái xã hội đấy, một cái xã hội rất nhiều người đấy là nhân hỗ trợ cho ông làm vua. Thế thì nó có những cái yếu tố nhân duyên như vậy. Bây giờ một cái xã hội mà không có ông vua thì còn xã hội nữa, xã hội ấy bắt đầu tan tác, không có người đứng đầu này. Vậy thì cái ông vua này là nhân cho một cái xã hội đấy, cái xã hội là nhân cho cái ông đấy. Thế thì các cái yếu tố nhân duyên nó là như vậy.
một cái này là nhân cho cái kia nó lại là nhân, nó hỗ trợ lại cho cái này, tức là những cái người đó hỗ trợ tương quan với nhau. Ví dụ như là bây giờ một người mỗi người làm một việc ở trên đời, có người thì đi cậy trồng lúa, có người thì đi may mặc. Bây giờ nếu như chỉ có người trồng lúa không mà không có người may mặc thì có quần áo mặc không? Không có quần áo mặc đâu. Thế bây giờ chỉ có người may mặc mà không có người trồng lúa thì cái người may mặc có cơm để ăn không? Vậy thì trong xã hội phải có cái sự nhân duyên, cái người này hỗ tương cho người kia. Mỗi người làm một cái phận sự khác nhau thì 12 cái chi phần nhân duyên, mỗi một cái chi phần nó có những cái phận sự khác nhau, có nhiệm vụ khác nhau và nó hỗ trợ cho nhau, nó tạo lên cái thân năm uẩn. Còn bây giờ mình mà muốn giải thoát khỏi cái thân năm uẩn thì mình phải đi tìm các cái đầu mối của nó để mình mới tìm cách tháo gỡ nó ra. Rồi bây giờ một cái người mà muốn tháo dỡ, bây giờ mình xây một cái nhà, bây giờ muốn tháo dỡ ra từng cái một thì mình phải tìm được cái bản thiết kế của nó. Mình tháo dỡ rất là dễ, mình mà không tìm ra cái bản thiết kế nên nó thì mình cứ tháo dỡ tùm lum, rồi cuối cùng nó sẽ sinh ra sự nguy hiểm. Cũng vậy thì cái pháp quán duyên khởi là thế, tất cả các pháp trong thế gian này nó hỗ trợ cho nhau, tương tác lẫn nhau và sinh khởi và đoạn diệt. Thì cái thân năm uẩn của con người vậy, tại sao mình có cái thân này và rồi chết cái thân này nó sẽ đi về đâu? Mình muốn hiểu được cái điều đó thì mình phải quán chiếu được cái pháp duyên khởi này, quán chiếu được pháp duyên khởi này để mình thấy ra được cái thân năm uẩn từ đâu đến và nó sẽ đi về đâu. Đó là cái chủ trương, đó là mục đích của cái việc quan sát cái pháp duyên khởi này. 12 nhân duyên quán chiếu nó vì cái mục đích gì? Vì mục đích phá vỡ các tà kiến sai lầm. Thứ nhất là mình phá vỡ các tà kiến sai lầm, mình biết được khi mà mình biết được mình từ đâu đến rồi thì mình còn có tin vào những cái thuyết nói là không có quá khứ không tương lai nữa. Mình cũng không tin vào cái thuyết là có một cái ai đó sáng tạo ra mình, nên là ai đó đang chi phối cuộc sống của mình. Thì đấy là mình phá vỡ những tà kiến sai lầm. Trong thế gian có rất nhiều những cái tà kiến sai lầm. Những cái tà kiến sai lầm đó là những cái việc thiện không có quả báo thiện, những việc ác không có quả báo ác. Đấy là những tà kiến sai lầm. Chết rồi là hết, hoặc chết rồi sẽ tồn tại mãi ở một cái cõi nào đó. Cuộc sống này có thể là do cái sự cầu xin lễ bái, thì đấy nó là những cái tà kiến sai lầm. Và cái quán được nhân duyên thì sẽ thấy ra tất cả chỉ là nhân và quả, chỉ có các cái hành động và nó để lại những cái nghiệp lực và nó trổ quả báo khác nhau. Mình muốn thấy được cái điều đó thì mình phải quán được cái duyên khởi này, quán sát được cái pháp duyên khởi này. Thứ nhất nó sẽ phá vỡ được những cái hiểu sai. Vì mục đích tuệ chi các sự thật chân chánh, mình thấy được cái sự thật, đâu là sự thật của cái cội nguồn sinh tử này. Có rất nhiều những cái pháp môn khác nhau, có rất nhiều cái cách giải thích khác nhau, có rất nhiều những cái giáo phái khác nhau, có rất nhiều những cái học thuyết khác nhau, cái nào là đúng, cái nào là sai. Với một cái người mà mình không quán chiếu được pháp nhân duyên này, thì mình không thấy được cái sự thật, không thấy được sự thật chân chánh. Thì những cái tà kiến sai lầm kia là vô minh, mà không thấy được sự thật chân chánh cũng là vô minh. Vì mục đích muốn cắt đứt được sợi dây sinh tử luân hồi tái sinh, thì cái quán chiếu nhân duyên này để mình cắt đứt được, mình tìm ra được cái nhân là tại sao mình có cái dòng tái sinh, tại sao có cái luân hồi sinh tử, thì sau đó mới cắt đứt được sự tái sinh. Ví dụ như là khi mà Đức Phật hành thiền ở dưới cội Bồ Đề, thì canh thứ nhất Đức Phật chứng được túc mạng thông. Canh thứ hai túc mạng thông, ngài nhớ được các kiếp sống quá khứ của mình, một đời, hai đời, mười đời, 20 đời, 100 ngàn đời. Sau đó ngài mới chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là ngài thấy được sự sinh tử của chúng sinh, ngài thấy được là người này chết rồi sẽ sinh về đâu, người kia chết đã sinh về đâu, hoặc là sẽ đang sinh về đâu hoặc sẽ sinh về đâu. Cái trí thiên nhãn là sẽ thấy được một chúng sinh chết rồi sẽ sinh về cõi cao thượng hay cõi hạ liệt, theo tùy theo cái nghiệp thiện và nghiệp ác của chúng sinh đấy. Thế thì ngài cứ thấy là những cái kiếp sống của bản thân mình là không thể nào thấy được cái kiếp khởi đầu,
nó rất nhiều nhiều cái kiếp về quá khứ, mà có thể là những cái số cát ở sông Hằng nó không nhiều bằng cái số kiếp quá khứ mà mình đã sinh ra, nó nhiều đến như vậy. Cho nên không bằng trí tuệ của mình, Đức Phật còn không thấy được cái kiếp khởi đầu này, thế là mình đã từng sinh tử nhiều đến như thế. Các chúng sinh khác cũng thế, những chúng sinh đã từng hiện hữu ở trên đời này cũng đã từng sinh và từ từ rồi lại sinh cũng nhiều nhiều vô tận, đến các ở dưới sông cũng không thể bằng cái số kiếp sinh tử. Thế nên lúc đấy Đức Phật chỉ tác ý là bây giờ muốn giải thoát sinh tử thì phải làm gì, thì lúc đấy Ngài phải tác ý theo một cái pháp quán, và Ngài truy tìm ra cái nguyên nhân của cái sinh tử. Ngài mới nghĩ là sinh ra ở trên đời này là khổ hay vui. Bây giờ đầu tiên là Ngài phải thấy là cái cõi sống này là vui hay khổ, xứng đáng để sống. Có cái cõi nhân gian này có xứng đáng để duy trì cái sự sống ở đây không? Thì Ngài thấy là nó có sinh ra trên đời này vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, nó có già này là nguy hiểm này, có bệnh này, có chết này, có sầu, có bi, có khổ, có yêu, có não, đấy là những cái nỗi khổ không thể tránh khỏi, đã sinh ra ở trên đời này không tránh khỏi những cái đấy. Còn những cái vui kia nó chỉ là giả tạm, chỉ là chốc nát thôi, chỉ thoáng qua, rất là ít. Vui thì ít mà khổ thì nhiều, những cái sầu bi khổ yêu não thì rất là nhiều, nhưng mà cái niềm hoan hỷ an vui rất là ít. Cho nên mình thấy là đời là khổ, thứ nhất là đấy là nghĩ rằng đời là khổ, sinh là khổ rồi. Thì bây giờ mình biết là có khổ là do có sinh, thế giờ lại hỏi là tại sao lại có sinh, thì bắt đầu người truy ngược lại, thì ra là do cái đi đầu thai, cái tái sinh là do một cái nghiệp hữu ở quá khứ nó thúc đẩy. Cái nghiệp hữu là do mình đã tạo, cái nghiệp cận tử kiếp quá khứ nó xui khiến cho đi đầu thai. Người truy ngược lại nữa, tại sao lại có nghiệp hữu, thì người mới thấy là ra do có cái chấp thủ, cái trạng thái mà cái tâm chấp thủ, cố chấp rằng cái này là ta của ta, tự ngã của ta. Mình chấp cái thân năm uẩn là ta của ta, tự ngã của ta, đấy là mình chấp thủ vào thân năm uẩn, thì bây giờ nó sẽ xui khiến cho mình đi tái sinh để mình có cái thân năm uẩn mới. Mình mất cái cũ sẽ có cái mới, mình có bỏ cái này đi nó sẽ có một cái mới khác, là do cái chấp thủ. Tại sao lại có chấp thủ, là do có tham ái, mình ưa thích cho nên là nó có chấp thủ. Tại sao có tham ái, là do có cảm thọ, mình có những cái cảm trải nghiệm, mình đã từng tiếp xúc với cái này cái kia rồi, cho nên là mình có cái trải nghiệm vui buồn sướng khổ này, thì đó là những cái cảm thọ. Mà tại sao có cảm thọ, là do tiếp xúc, có cái sự tiếp xúc giữa căn với cảnh trần. Tại sao có tiếp xúc, là do có sáu căn sáu trần, có mắt tai mũi lưỡi và sắc thanh hương vị xúc, sáu thức. Tại sao lại có xúc, là do có danh sắc, do có tâm và có thân. Tại sao lại có danh sắc, là do có cái thức, cái tâm thức mà nó đi tục sinh. Do có cái tâm thức là cái tâm đấy là cái quả của cái nghiệp ở quá khứ. Mà tại sao lại có cái thức đấy, là do có hành. Hành là những cái hành động tạo tác ở quá khứ. Tại sao có hành, là do vô minh. Vì vậy cho nên là do vô minh có hành, do hành có thức, tức có danh sắc lục nhập xúc thọ ái hữu sinh lão tử. Thế bây giờ mình mà muốn diệt được cái dòng sinh tử phải làm sao, thì phải diệt vô minh. Thế là Đức Phật chú trọng diệt trừ vô minh. Vô minh là cái sự tà kiến, vô minh là cái sự hiểu biết sai, vô minh là không có trí tuệ. Vậy bây giờ muốn chấm dứt cái dòng khổ đau sinh tử này thì phải phát triển trí tuệ, đó là thấy các sự thật tuệ chi, các sự thật quán chiếu các sự thật. Và Ngài phát triển ra một cái hệ thống thiền quán, đó là quán danh sắc, phân tích ra cái thân này là tứ đại, do cái tâm này tuệ, phân tích nó ra từng các cái trạng thái tâm khác nhau, đó là tuệ. Tuệ là sự thật, phá vỡ các cái tưởng sai lầm về sắc thân, cho là có đẹp có xấu hay là có cái của ta, tự ngã của ta, phá vỡ cái tưởng về linh hồn, nó chỉ là các cái danh pháp, các cái trạng thái tâm nó sinh lên, phá vỡ các cái tưởng là vô nhân vô quả hay là các cái tưởng tà kiến, nói là không có đời này không có đời sau, là do cái quán nhân duyên mà thấy được đời này đời sau, để có cái niềm tin là nó có nghiệp và quả của nghiệp. Nó có cái nghiệp thiện, nghiệp ác, có cái quả của nghiệp thiện, có quả của nghiệp ác. Thì đấy là quán chiếu các trí tuệ, phá vỡ các cái tưởng
rằng là đời là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Để mà thấy ra được cái này, còn có sinh thì còn phải có khổ. Vậy thì đời là vô thường vì nó giả tạm, vì nó không có tồn tại lâu. Đời là khổ bởi vì nó có già chết xấu bi khổ yêu não. Đời là vô ngã bởi vì mình không làm chủ được nó. Cho nên nó là vô ngã, nó là rỗng không, là giả tạm. Vậy thì cho nên ngài mới thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, trên thân tâm năm uẩn này. Và từ cái đấy, đấy chính là trí tuệ để phá vỡ được cái vô minh. Và từ cái sự phá vỡ vỡ ra được cái vô minh đấy mà giải thoát khỏi cái dòng luân hồi sinh tử. Thì đó là cái mục đích của cái pháp quán về 12 nhân duyên, của cái pháp thiền quán ấy, pháp thiền quán 12 nhân duyên. Cho nên là cái phương pháp hành thiền, thứ nhất là phải hành cho đắc thiền định. Cái thứ hai, khi đắc thiền định rồi chuyển sang hành về phân biệt danh sắc. Khi phân biệt danh sắc xong rồi, chuyển sang quán về pháp duyên khởi, là pháp 12 nhân duyên để tìm ra cái nguyên nhân của dòng sinh tử. Khi pháp quán 12 duyên khởi xong, bắt đầu tập trung vào diệt trừ vô minh, đó là phát triển trí tuệ. Khi mà diệt trừ được vô minh là giải thoát khỏi cái dòng sinh tử. Đấy là cái mục đích của cái pháp hành thiền quán. Hết cái bài này. Itam me punyam asava kadam vaham hotu. Itam me punyam nibbanasa acayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatthanam acemi. Desabe metamam punya bhagam labandu sadhu sadhu.